Hi, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết kế một trang website bán hàng cực kỳ đẹp từ A đến Z. Nếu bạn là người mới đến với channel của mình thì hãy giúp mình subscribe và bật cái chuông ở bên cạnh. Mỗi khi mình upload một cái video nào đó thì bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất. Bởi vì mình sẽ làm nhiều video hướng dẫn về thiết kế website và kinh doanh online lên kênh này. Mình tên là Sinh và chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Thứ nhất là ta sẽ bàn đến cần chuẩn bị gì trước khi làm website. Đấy, cái điều này rất là quan trọng. Nếu bạn làm website mà bạn không có những công cụ để làm thì nó rất là khó, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và video này mình sẽ chỉ cho các bạn điều đó. Thứ nhất này, trước khi làm website thì bạn ít nhất là phải có một cái thẻ Visa hoặc là Mastercard. Có rất là nhiều người nói là ồ cái này rất là khó, rất là nhiều người ngại để đi làm, nhưng mà mình nghĩ ấy, là bắt buộc bạn phải có một thẻ Visa nếu sau này bạn phải dùng cho việc kinh doanh online của mình. Sau bây giờ bạn làm website nhé, sau này chắc chắn bạn phải cần những cái thẻ Visa hoặc Mastercard để thanh toán online trên website của bạn, nên bạn bắt buộc là phải có một cái thẻ Visa hoặc Mastercard. Có thể bạn nói là ồ thế làm đâu nhỉ? Đấy, thì bây giờ đây là câu trả lời. Các bạn vào ngân hàng ACB, đây là ngân hàng bây giờ người ta làm nó cực kỳ là nhanh. Nó bạn qua ngân hàng ACB ấy, thì các bạn chỉ cần nói anh ơi em muốn làm cái thẻ Mastercard hoặc là em muốn làm cái thẻ Visa để thanh toán online quốc tế, thì các anh nó hiểu ngay, các anh nó sẽ làm cái trang cho bạn. Các anh sẽ làm cái thẻ cho bạn. Cái này ấy, thì nếu mà các bạn thành phố thì nó sẽ có ngân hàng ACB, nhưng mà nếu các bạn miền núi ấy, như là mình ở Sapa ấy, thì trước kia là mình đi làm thẻ ở ngân hàng BIDV, nhưng mà ngân hàng BIDV người ta làm nó các bạn phải đợi tầm khoảng 1 đến 2 tuần thì các bạn mới lấy được, bởi vì bên đó người ta phải gửi ra chỗ khác làm thì nó sẽ lâu hơn. Nhưng các bạn, hoặc là nếu mà các bạn ở huyện ấy thì các bạn vào tỉnh, vào thẳng tỉnh luôn để làm ấy, thì cái này cũng rất là nhanh. Vào thẳng tỉnh làm thì các bạn chỉ cần đợi khoảng 30 phút đến 1 tiếng là được. Cái giá cả thì nó rơi tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 100.000 thôi, thì người ta làm rất là nhanh. Ok, hai cái điều nó rất là quan trọng này, hai cái điều cực kỳ quan trọng. Khi mà các bạn làm xong thế thì các bạn nhớ là bảo các anh như này, đăng ký tin nhắn là gì, là khi mà các bạn đăng ký tin nhắn ấy, thì khi mà tiền của các bạn bị trừ hoặc là khi người ta gửi một cái mã xác nhận đến gửi một số tiền đến thẻ của bạn thì bạn sẽ thấy được có tin nhắn báo về bạn. Như là bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cái này, nhưng mà mình nói là khi mà mình làm website ấy, thì nó sẽ bên công ty hosting người ta sẽ cần mình phải xác nhận cái mã số mà người ta gửi đến số điện thoại của mình. Đấy, thì cái này là cực kỳ quan trọng, nên các bạn phải nhớ là bảo các anh đấy là đăng ký tin nhắn nhé. Cái thứ hai là sau khi làm xong ấy thì các bạn phải nạp ngay 2 triệu vào thẻ. 2 triệu có thể để làm gì? Thứ nhất là mình sẽ được mua hosting này. Thứ hai là mình mua domain này. Hai cái này là cái sống còn của website, nên các bạn phải nạp ít nhất là 2 triệu vào thẻ nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự mua domain và hosting từ nhà cung cấp chất lượng. Để mua domain và hosting từ nhà cung cấp chất lượng thì các bạn vào cái link sau đây. Thứ nhất, các bạn truy cập vào cái link sinh.com/siteground. Các bạn truy cập vào cái link này. Khi các bạn truy cập vào cái link này thì các bạn sẽ được mã giảm giá 70%. Đấy, các bạn nhớ vào cái link này nhé. Mình sẽ để link ở dưới cái phần mô tả. Các bạn khi các bạn học ấy, các bạn nhớ là phải check cái link ở dưới phần mô tả nhé. Thì sau đây mình sẽ thực hành cùng các bạn luôn. Các bạn để mình thoát cái này đã. Mình thoát này. Sau đó mình truy cập vào
Google này. Đây là Google nha các bạn nha. Các bạn lên trên này, các bạn viết trên này là sinh giảng chấm con này, sau đó có dấu gạch ngang, à có dấu dấu gạch đây, gạch này, SciGraph. Đấy, các bạn kiểm tra nhá, sinh dàn gạch SciGraph. Khi ok rồi các bạn ấn Enter. Khi mà các bạn nhấn Enter ấy, thì nó sẽ đưa thẳng các bạn vào cái website của SiteGround, thì cái link này sẽ tự động là giảm giá cho các bạn nhé. Thế tại sao lại dùng SiteGround? Theo như các nhà khảo sát thì SiteGround chính là dịch vụ tốt nhất hiện nay. Nó tốt về chất lượng load web trên Google, nó load web nhanh hơn so với những cái công ty khác. Thứ hai là về giá cả, giá cả của nó thì quá là rẻ, nó không quá cao mà cũng không quá thấp, nó giá của nó thì nó ở mức trung bình, nhưng mà cái dịch vụ của nó cực kỳ là tốt, load web rất là nhanh, và cái web này nó có cái live chat để bạn có thể, nếu mà bạn gặp khó khăn gì trong cái việc thiết kế website hoặc là cái dịch vụ có trục trặc gì thì bạn chỉ cần vào đó nhắn tin với họ là chỉ vài phút là bạn sẽ có người đáp trả lại ngay, thì mình rất là thích cái phần này. Thì khi các bạn vào đây xong thì các bạn nhấn vào Get Started, click vào nó. Khi mà các bạn đầu vào đây này, đây chính là cái giá của cái giá hosting từ bên SiteGround. Thì các bạn thấy này, ở đây thì nó có ba lựa chọn. Thứ nhất thì cái gói Start thì này là cái gói cho người mới bắt đầu. Đấy, thì các bạn kiểm tra như này, cái gói Start thì bây giờ là giá 0,33 đô trên một tháng, nó cực kỳ là rẻ các bạn ạ. À, nó chưa đến xem nào, 2 3 là 6, nó chỉ có mấy nghìn thôi các bạn ạ. À, nó chỉ có mấy nghìn thôi là các bạn có thể sở hữu ngay một cái domain, à, một cái hosting trên một tháng đấy nhá, 0,33 đô trên một tháng. Các bạn tìm hiểu dưới này này, để khi mua cái gói Start thì các bạn được, thứ nhất là một cái website, thứ hai là các bạn được 10 GB website space, sau đó có 10.000 lượt xem cái trang web của bạn. Đấy, có traffic này, có free install này, WordPress automatic update này, cái này cực kỳ là tuyệt các bạn, WordPress automatic update, sau đó free SSL, có free SSL nữa, daily backup này, free engine này, là free email này. Cái gói này là cái gói cho người bắt đầu, thì hãy tìm hiểu xem cái gói nào. Cái gói này là cái gói best seller này, cái gói này là cái gói mà người ta giới thiệu này các bạn ạ. À, cái gói này là cũng là cái gói nhiều người mua nhất. Chỉ cần thêm một chút tiền đô là các bạn sẽ có, thứ nhất là 5,96 đô thì các bạn có unlimited website này, có nghĩa là cái bên này thì bạn chỉ có một cái website thôi, còn bên này bạn sẽ có vô vàn cái website dự trữ trên này. Và nghe như như vừa nãy mình nói thì cái hosting là cái mảnh đất ấy, thì khi mà mẹ mua cái gói này thì các bạn có thể làm vô vàn cái nhà ở trên cái mảnh đất đó, ý là như thế. Unlimited website này, sau đó các bạn có 20 GB space này, có 25 người visit month này, có 25 người xem một trang web của bạn trên một tháng này. Đấy, các bạn có image traffic này, có free WP install này, WordPress automatic update này, cực kỳ là tốt, nó cũng giống như cái bên kia, nhưng mà cái này ấy, có cái là nó unlimited website các bạn, unlimited website và tăng thêm độ cái bộ nhớ của các bạn, thêm người xem cho trang web của bạn, cực kỳ là tuyệt các bạn. Xem cái gói bên này này, cái gói bên này là Go Get,
cái nền câu kết thì nó vẫn thế, nó vẫn unlimited website này, nhưng mà nó có 3.000 GB trên website, sẽ là 100.000 lượt tham xem cái trang web của bạn trong một tháng. Đấy, sẽ có free install đấy, nó cũng như cái kia nhưng mà nó giá cao hơn. Thì bình thường ấy thì cái gói này nó sẽ rơi độ tầm khoảng là mình không nhớ chứ nó rơi tầm khoảng $3 gì đấy ấy, nó rơi tầm khoảng $3. Nhưng mà ấy, thì bây giờ là cái mùa dịch các bạn, đây là cái mùa dịch nên nó giảm giá. Xem này, đây nó viết này, vì nCoV-19 nên zero challenge, mình không biết cái zero này nhưng mà rất là nguy hiểm. Nên để giúp mọi người được giúp mọi người online trong thời gian khó khăn này thì chúng tôi offer 3 tháng cho Startup Hosting chỉ với $0.99 $0.99, nhưng mà đấy nó còn giảm, nó còn ít hơn các bạn ạ. Ok, thì mình đây là mình giới thiệu, mình sẽ gợi ý cho các bạn này. Thứ nhất thì nếu mà bạn nghĩ sau này mình sẽ tạo vô và mình sẽ tạo 2 đến 3 cái website ấy, thì các bạn nên chọn cái gói này đấy, bởi vì nó chỉ lên thêm tí đô thôi thì các bạn đã có gói này là bao nhiêu cái website chơi cũng được đấy. Ví dụ mảnh đất bạn chỉ cần thêm tí tiền là sau này các bạn làm bao nhiêu cái nhà cũng được, là nhà máy tận cũng được, ý là nhà máy tận cũng được đấy. Đấy thì đấy, còn nếu mà bạn mới bắt đầu, bạn muốn tạo một trang website cho bạn thôi, hoặc là một trang website thôi, thì các bạn chỉ cần chọn cái gói này được. Hãy nhớ là sau này thì bạn sẽ, sau này nếu mà bạn muốn làm thêm website 2 đến 3 cái website thì bạn luôn luôn có thể update lại nha, bạn luôn luôn có thể thêm một chút tiền sau đó ra cái gói bên này. Đấy, thì bây giờ mình trong cái mùa khó khăn này nữa thì mình cũng giới thiệu với bạn về cái gói này, có thể là nó phù hợp với các bạn nhất vừa cho công việc kinh doanh online của các bạn. Okay, để mua nó thì các bạn nhấn vào get plan. Ok, đây thì nó có những cái option để bạn chọn domain xem nó có người ta lấy hay chưa. Đấy, ví dụ như các bạn đã mua cái domain từ nhà cung cấp khác rồi thì các bạn nhấn vào cái chỗ này này, I already have a domain. Nếu mà các bạn chưa có ấy, thì các bạn ấn vào trên này, thì mình nghĩ là mọi người đều chưa có thì mình đến trên này mình tìm xem nó có chưa. Đấy, ví dụ như đây ấy, thì mà tìm một số cái, ví dụ như mình tìm là Sapa Trekking Tour. Sapa Trekking Tour, sau đó mình ấn Proceed, mình thử nhé. Proceed thì nó bảo là the domain name is has choose is not available, please try a new domain search in the domain. Có nghĩa là cái domain này đã có người sử dụng rồi, thì nếu mà bạn không được sử dụng nữa, thì khi mà các bạn thật sự là muốn mua một cái domain như này thì các bạn nên chọn cái chỗ này. Chọn cái chỗ này là với cái chấn khác. Bình thường bên này có thể là chấn net này, thứ nhất là chấn con nhé, thứ hai là chấn net, thứ ba chấn org, chấn info, rồi chấn io, rồi mọi thứ như này ấy. Thì mình khuyên là các bạn nếu mà các bạn thật sự là muốn mua ấy, có thể là chọn chấn net hoặc là chấn org. Nhưng các bạn có thể thử đổi các từ như khác nhau, ví dụ như Sapa Trekking Tour, Sapa Tour Trekking chẳng. Đấy, thì các bạn cứ đổi như này để các bạn tìm kiếm xem nó có hay chưa. Nhớ là ví dụ các bạn muốn chấn con thì nhấn vào chấn con nhé. Đấy, còn đây ấy, thì mình sẽ thử những cái khác, ví dụ cái này mình không có rồi, mình thử cái khác, ví dụ sinh ra chấn con chẳng, mình thử proceed. Đấy, thì nó cũng báo là
cái này là đang lỗi, cái này là đã có người order rồi. Already a seat in your station in the case you on your arrival. Đấy, cái này đã có người lấy rồi, bởi vì mình vừa mua mà, cái này là của mình mà. Đấy, ví dụ như các bạn thử cho là facebook.com. Đấy, thử xem nào. Đấy, thì cái này vẫn thế, cái này là đã có người mua rồi. You have to in an invade domain name. Đấy, thì các bạn nên chọn cái tên mà nó thực sự là các bạn đã có sẵn rồi, các bạn cho vào đây. Chưa có người mua thì các bạn mới có quyền mua nhé. Còn bây giờ mình thử một cái là mình cái này mình đã, mình nghĩ là chưa có ai mua. Đấy, mình thử này, ví dụ như của mình là mình đã chọn được tên rồi, mình chỉ biết là Giang. Cái tên này tên thương hiệu đấy các bạn ạ. Cái tên này tên thương hiệu, đây là mình đăng ký cho cái cho con của mình. Bây giờ con nhỏ là mình phải làm thương hiệu trước đấy. Đấy các bạn, khi mà các bạn cho vào đây, các bạn nhớ chọn tên, chọn cái đuôi này. Đấy, chữ con chữ brick thì mình chọn chữ con. Sau đó mình chọn là proceed. Click proceed. Ok. Ok, khi mà proceed ấy, thì nó bảo là domain zangobi.com is available for registration with your hosting account. Có nghĩa là chúc mừng cái domain này là nó vẫn có sẵn để đăng ký. Đấy. Thì khi mà vào đây ấy, thì các bạn nhớ là phải cho cái tên email của mình. Ví dụ như nhá, đây là email của bạn nhé, cái email mà bạn đăng ký cái website của bạn nhé, phải nhớ là cái email này rất là quan trọng. Thì ở đây mình đăng ký các bạn phải kiểm tra một lần xem có thật sự đúng chưa nhá, cái này là cực kỳ nguy hiểm nếu mà các bạn làm không đúng. Cái mật khẩu này thì mình chia sẻ với các bạn là các bạn cần phải có chữ số này, sau đó các bạn cần phải có chữ này, có số này, các bạn có thể thêm thang sau gì đấy, nhưng mà luôn là phải có chữ này, cộng số này, cái gì đấy. Ví dụ như mình, ví dụ như là ABCA.com rồi lại 123 gì đấy, thì các bạn có thể là chọn tên rồi này, sim rồi các thứ, thì đấy, thì cái tên này là nó, cái mật khẩu là cực kỳ quan trọng, cái này là cực kỳ là phải bảo mật nhé các bạn nhé. Sau đây cái này confirm password này, các bạn cho cái mật khẩu lại một lần nữa này, cái mật khẩu này là cái mật khẩu bên này và cái mật khẩu bên này là phải giống nhau nhé. Ok, khi vào xuống đây thì country thì các bạn chọn đây là Việt Nam nhé, chọn chỗ này là Việt Nam. First name của mình là sinh này, last name không chắc là mình đăng ký rằng Kobe luôn. First name là có bị, last name là Giang. Company name thì các bạn cứ để nguyên nó, không cần biết gì cả. Sau đó city thì của mình là Lào Cai, thì mình là Lào Cai. Address thì cái address này Sapa thì cho Sapa. Cái zip code này là các bạn phải chọn đúng cái zip code của các bạn nha. Đây các bạn vào đây này, ví dụ như các bạn ở Lào Cai hay ở thành phố gì đấy thì các bạn chỉ cần viết, ví dụ mình tìm của Lai Châu chẳng hạn. À không, bây giờ mình ở Sapa thì mình tìm của Lào Cai luôn. Mình ở Lào Cai, mình tìm Lào Cai nhé. Mình viết là zip code. À không, cái này zip code Lào Cai. Đấy, các bạn chỉ cần nhấn như thế là được. Zip code Lào Cai, sau đó ấn enter. Thì đây này, nó giới thiệu này, nó bảo là mã bưu điện tỉnh
Lào Cai là cái này. Đấy. Thì các bạn chỉ cần vào đây copy là được. Sau đó cho vào đây mã zip code này. Là tùy mỗi nơi là nó phải có khác nhau. Nhưng có thể các bạn ở huyện thì nó vẫn có, sẽ có một cái zip code khác nhau. Mình ở Sapa thì mình có cái zip code này. Và là 1, 2. Đấy, cái này zip code Sapa nha. Các bạn ở Sapa thì cũng có thể copy cái này luôn. Đấy, hoặc là nếu mà các bạn ở thành phố khác thì nhớ là tìm zip code, sau đó cộng với cái nơi bạn ở nha. Cái này phone number này các bạn nhớ cho phone number các bạn vào nhé. Cái này cực kỳ quan trọng này, cái này là bạn phải có thẻ ngân hàng của bạn vào đây nhé, không phải cho thẻ ngân hàng của bạn vào đây. Ở đây là mình sẽ cho thẻ ngân hàng của mình. Ok, khi mà trong ngân hàng các bạn chọn cái card spur này, cái ngày tháng này, chọn năm này, năm hết hạn này, cái này là cái hết hạn nhé, năm hết hạn này. Sau đó các bạn chọn card name, card holder name là có nghĩa là cái này cái chủ của tài khoản ấy, thì các bạn nhớ cho chủ tài khoản của các bạn. Của mình là Giang A Sinh này. Giang A Sinh. Còn cái này cái CVV code này. Nếu mà các bạn không biết CVV code vào đây, các bạn di chuẩn đúng cái này này thì nó sẽ chỉ cho các bạn. Nó sẽ nằm ở cái mặt sau của thẻ nhé các bạn nhé. Đây nó sẽ có ba cái chữ thì mình ba cái chữ ở đằng sau thì các bạn chỉ cần cho cái chữ vào thôi. Ok, khi trên này xong rồi thì các bạn lôi xuống này. Đấy, xuống này cái plan ấy thì vừa nãy mình chọn là startup thì nó vẫn giữ nguyên startup này. Còn data center thì các bạn nhớ chọn là Singapore nhé. Cái chỗ này thì nó mặc định, nó giúp mình là nó mặc định chọn rồi thì các bạn chỉ cần lấy vào để được Singapore. Còn đây này, đây là peer, peer là cái giá hạn của nó. Thì ví dụ như là các bạn chọn 3 tháng ấy thì giá của nó chỉ là 0,33 đô trên một tháng thôi. Nhưng mà khi mà các bạn chọn thêm ví dụ 1 năm chẳng thì nó chỉ lên nó có 5,9 đô trên một tháng. Đấy, tổng cộng của nó chỉ rơi vào khoảng 11,95 đô trên một tháng. Còn bây giờ là 71. Các bạn nên là chọn mình khuyên là các bạn nên chọn 1 năm nhá, 12 tháng đấy, click vào 12 tháng. Sau đó xuống đến này. Thì cái này domain này còn nó tính là 15 đô này. Ok này. 15 đô này. So total. Ok, các bạn xuống dưới này. Đây là Extractable đấy, người ta các dịch vụ thêm đó. Ví dụ như Domain Privacy này. Cái này là khi mà các bạn đăng ký cái tên miền của bạn ấy, thì người ta sẽ cho tên của các bạn vào cái domain của các bạn để bảo mật. Nhưng mà thôi, mình khuyên là bây giờ mình mới bắt đầu thì chưa dùng cái này vội nha. Còn cái trên này thì vẫn thế, cái này là cái domain của mình. Đấy, thì trong này tổng cộng của nó là 87 đô phẩy 35 này. Đấy, thì ok, các bạn kiểm tra một lượt này.
Đang kiểm tra một lượt nhá. Ok tên này. Ok này. Ok này thì ok này. Đấy. Khi mà ok rồi các bạn xuống ra này thì các bạn nhớ cái này là check chỗ này nhá. Sau đó các bạn nhấn pay now. Click. Ok, đây là SiteGround cần phải xác nhận số điện thoại. Các bạn nhấn Next. Sau đó các bạn kiểm tra số điện thoại nhé. Kiểm tra điện thoại trong tin nhắn điện thoại xem người ta đã gửi cái mã xác nhận cho mình chưa. Đấy, ở đây là mình đã nhận được mã điện thoại rồi. Mình nhấn mã số điện thoại này. Đấy, các bạn phải nhập chính xác nhé. Các bạn nhấn Next. Ở đây nó đến cái trang này thì người ta bảo là we want to make sure you have limited access to bank accounts so with the card you use, so we will present small tests at all as to check your test. Có nghĩa là cái này thì ngoài cái số tiền các bạn trả thì các bạn phải trả, SiteGround sẽ tự trừ một lượng nhỏ trong cái tài khoản của các bạn. Thì để các bạn, để chắc chắn là cái thẻ này của các bạn thì các bạn phải kiểm tra nó xem cái số tiền mà đã bị trừ đó là bao nhiêu. Đấy, các bạn phải như chỗ này nè, nó trừ một khoản là mình trả cho nó rồi nhưng mà nó lại cộng thêm một chút nữa để nó trừ thêm vào nó để chắc chắn cái thẻ này là của mình. Đấy, thì các bạn kiểm tra cái thẻ nhé. Sau đó các bạn nhấn Next. Ok, sau đó các bạn kiểm tra cái số thẻ này các bạn. Đây chính là lý do mà mình bảo các bạn vào trong ngân hàng để đăng ký tin nhắn luôn ấy, thì các bạn kiểm tra tin nhắn xem mình đã nhận được chưa. Còn nếu mà các bạn chưa nhận được ấy, thì nếu mà các bạn không đăng ký tin nhắn ấy, thì các bạn gọi trực tiếp vào cái ngân hàng mà các bạn làm thẻ nhá, để hỏi xem cái giao dịch gần nhất là bao nhiêu tiền. Đây là mình đã nhận được cái số tiền mà SiteGround đã trừ của mình rồi, bao nhiêu đô thì mình cho vào đây thôi. Cái này là cần phải rất là lưu ý nha các bạn nha. Nhưng mà không lưu ý thì nó không. Đấy, mình sẽ cho là của mình là bị trừ như này. Các bạn nhấn Next. Ok, sau đó your order was successful me, submitted. Thank you for your choose the right guy. Đấy, thì các bạn đã thanh toán thành công nha, chúc mừng các bạn. Sau khi thanh toán thành công thì các bạn nhấn vào proceed to customer error. Bạn click vào nó để đến cái trang quản trị. Ok, thế là các bạn đã vào được trong trang quản trị của SiteGround rồi, chúc mừng các bạn. Đây còn một bước nữa là các bạn phải vào email để xác nhận email mà SiteGround đã gửi về này. Các bạn vào email này. Email này. Mình kiểm tra xem nó đã có chưa. Nhưng mà chưa có ấy, thì các bạn phải nếu chưa có thì các bạn phải nhắn tin với họ nhé. Đây mình nhấn sign này. Sau đó mình cho email của mình này. Ok, đây là tất cả những cái mình đã nhắn với họ. Ok, nó báo với mình này. Dear customer, your domain name, your query server order, and I provide and set your data user. Đó, khi các bạn vào email thì các bạn nhớ là xem cái email này. Set your data server. Và một cái email tiếp theo là các bạn nhé, cái này là cực kỳ quan trọng nhé, cái email này ấy, cái email này này, cái email có cái chữ to to verification request này này,
Các bạn nhớ là phải xác nhận. Nếu mà không xác nhận ấy, thì một thời gian sau email cái website của các bạn nó sẽ bị trào ấy, nó bị trào thì nó sẽ mất hết dữ liệu luôn. Thì các bạn nhớ là hãy vào cái email có tên to to này, cái chữ to to, chữ viết hoa này này, click vào nó, sau đó lùi xuống thì nó có cái link này, các bạn nhớ click vào nó, click này. Ok, click vào để xác nhận là cái email, cái domain và hosting đó là của mình. Nếu mình không xác nhận ấy, thì một thời gian nó sẽ bị trào các bạn ạ. Ok, tắt cái dịch này đi. Sau nó bảo là contact này, như này, như này. Email này. Các bạn nhấn vào cái chỗ verify information. Các bạn nhấn vào chỗ này. Sau đó bảo thank you for the contact have been verified. Đấy, nó bảo là đã ok rồi, đã xác nhận được rồi. Ok, thì mình qua lại chỗ này. Qua lại email. Có đây là có một cái email nữa, email tiếp theo. Nó sẽ đây nó bảo chỗ này. Ở đây. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ set your data user concept and preference này, các bạn nhấn vào chỗ này. Tắt vào dịch đi. Ok. Khi vào chỗ này. Thì khi vào chỗ này thì các bạn chỉ cần tích vào đây. Sau tích vào đấy thì ok, sau các bạn nhấn send, consent, save và lưu. Có nghĩa là mình lưu cái thông tin này trong cái website của mình đấy. Các bạn ạ. Các bạn nhấn save. Ok, vậy là hai cái đã xong. Và lại email xem có nó có phản gì không nhỉ. Ok, có một cái email này này, mình nhấn app website này. Đấy, các bạn nhớ nhé, đây là người ta gửi cho mình ba cái email nhé. Email thứ nhất là email cái viết hoa này nó cực kỳ quan trọng. Cái email thứ hai là email trên này set your domain data user này, cái này cũng quan trọng thứ hai. Cái email thứ ba nó sẽ giúp mình vào thả cái quản trị của mình các bạn, quản trị email của mình nhé, và quản trị cái website của mình nhé. Thì các bạn nhấn vào đây thì mình vừa mới nhấn vào rồi thì nó bay ra trang này. Thì đây thì các bạn chỉ cần đăng nhập thôi. Đây đăng nhập là phải đăng nhập đúng cái email của các bạn đăng ký dịch vụ của bên SiteGround nhé các bạn nha. Mình đăng ký là dạng copy chứ không phải dạng copy. Các bạn nhớ cho đúng mật khẩu mà các bạn đã để ở bên là các bạn đã viết ở trên ở bước trước nhé. Ok. Ok, sau đó các bạn nhấn login. Ok, sau khi các bạn login ấy vào thì nó sẽ có cái bảng như này. Đầu tiên ấy các bạn thấy chỗ này này, nó sẽ có dạng copy này, nó đang spend, spend ấy, nó đang xác nhận. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt kết nối với kết nối WordPress với domain và hosting của bạn. Đây là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Để bắt đầu thì các bạn vào WordPress. Bây giờ mình phải thoát cái này này, mình thoát cái này xong mình vào nhé. Ok, thì như mình bắt đầu ấy thì nó bắt đầu dùng chữ này. Để cài đặt WordPress ấy, thì các bạn phải vào các bạn thấy cái chỗ này có cái đầu tiên này này,
Các bạn nhấn vào cái giữa này có một cái chữ tên là Complaint. Các bạn click vào nó. Khi mà các bạn click vào nó sẽ đưa các bạn đến cái trang này. Khi mà đưa cái trang này thì các bạn nhấn vào start a new website. Các bạn select này. Sau khi select đây, các bạn xuống dưới này, các bạn nhấn vào select tiếp tục ở đây. Đấy. Thì ở dưới này các bạn phải cho tên đăng nhập và tên đăng nhập và mật khẩu các bạn. Đây là các bạn phải nhớ chính xác nhé, cái tên này, tên đăng nhập vào cái website của các bạn nhé. Đây là kiểm tra một lượt cho nó chính xác này. Đấy. Nhớ cái mật khẩu cũng các bạn cần phải đảm bảo các yếu tố, ví dụ như là có chữ viết hoa này, sau đó có số này. Đấy, chữ viết hoa viết thừa này, có số này, các bạn có thể thêm thang sau gì đấy. Ok. Các bạn kiểm tra một lượt này. Nhớ này, nhớ chỗ này start new website này là click vào cái chỗ select này nha. Sau đó cái WordPress này, nhớ select cái này, nhớ click vào cái này nhé. Sau đó tên đăng nhập rồi email các bạn phải để cẩn thận. Các bạn phải để cẩn thận nhé. Sau đó thì các bạn nhấn continue. Ok, thì nó sẽ bảo là mày có lưu không? Rồi thì bây giờ mình không lưu lần nữa. Lưu ok, khi đến đây ấy, thì nó bảo là thế mày có cần phải thêm các server không? Đây là các dịch vụ thêm của SiteGround đấy, nhưng mà bây giờ là mình nghĩ là các bạn không nên thêm, các bạn chỉ cần nhấn finish, các bạn click vào finish. Đấy được. Ok, thì nó chỉ các bạn đợi tầm khoảng 2 đến 3 phút là cái website của các bạn có thể được tạo lên. Ok, chỉ mấy phút nữa thôi thì các bạn tạo lên. Cái chỗ này thì các bạn nên rất là cẩn thận khi mà các bạn làm. Nếu mà các bạn không chú ý đến video, những cái video mình hướng dẫn từ đầu đến cuối thì có thể là các bạn không thể cài đặt được như này đâu. Thì các bạn nên chú ý video từ đầu đến cuối để các bạn hiểu chi tiết hơn, để các bạn hiểu cái quy trình hoạt động của nó như nào. Để mình sẽ đợi một lát xem nó như nào nhá. Ok, tức là nó bảo là ok rồi. Ok, khi mà nó ra như này này, nó bảo là your website with domain zancopy has been created. Check out your tip how to proceed and manage your website. Đấy. Ok, khi nó ra cái này thì các bạn nhấn vào cái này, các bạn nhấn vào chỗ này này, manager site. Các bạn click vào manager site. Ok, thì nó sẽ đưa bạn đến một cái trang khác. Ok, khi nó đến đây rồi, các bạn di chuột xuống cái chỗ WordPress này này, các bạn click vào WordPress. WordPress này, sau đó các bạn nhấn vào Install Manager. Click vào Install Manager. Ok. Khi mà các bạn nhấn Install Manager thì nó đưa các bạn đến chỗ này, thì các bạn vào ở dưới này, thì ở dưới này có một cái dòng này này, các bạn đây có một cái mũi tên, các bạn nhấn vào Login, click vào nó. Ok, thế nó lập tức nó bay thẳng ra cái trang khác. Ok, nó đưa các bạn đến cái trang này này, đây chính là trang website của các bạn. Thì nó hỏi là welcome to your website. We know that you learn WordPress, make time, give you chance, start the hurry. Ok, thì nó bảo là thế mày có cần phải website thêm cái website cho tôi tạo ra không? Thì mình sẽ nhấn là không cần. Các bạn ở đây các bạn nhấn exit cái dưới này nhá, exit. Ok, thì đây chính là cái website của các bạn. Đây là cái quản trị website của các bạn nha. Ok.
Đây thì đây có một số điều mà các bạn cần lưu ý khi mà các bạn ở đây, thì đó chính là cái trang ở trong cái website ấy. Thì các bạn vào đây, các bạn di chuột ra chỗ này, My WordPress này, các bạn nhấn vào Visit Site, click vào chỗ Visit Site. Đấy thì đây chính là cái website của các bạn. Nó nhìn đây thì nó còn rất là đơn giản, nó rất là khó để nhìn, nhưng mà lát nữa mình sẽ chỉnh sửa rồi lại mình cài đặt thêm nhiều plugin, nhiều theme vào thì nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Để các bạn quay lại này. Đây là cái trang ngoài nha các bạn nha. Khi mà các bạn vào trang ở bên trong để các bạn sửa ấy, thì các bạn vào cái chỗ này này, My WordPress, các bạn nhấn vào Dashboard, click vào Dashboard. Thì cái Dashboard này nó đưa các bạn vào trang bên trong của trang website. Các bạn hiểu đơn giản này, ví dụ cái nhà này, khi các bạn nhìn ấy thì là nhìn ở ngoài cái nhà. Còn khi các bạn muốn nhìn vào trong ấy, thì các bạn phải vào trong. Đấy, thì đây chính là trong cái nhà đấy. Ok, thế là đây là trang website đây là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt trang WordPress để tạo cái trang website của bạn. Thì khi các bạn vào đến đây thì các bạn cần phải có một số cái cài đặt ở đây. Thì ở đây cái mình muốn các bạn cài là các bạn di chuột xuống dưới này, có cái chỗ mà setting này này, các bạn sau đó các bạn click vào cái setting này, click vào setting. Thì chỗ này cái đầu tiên chỗ là site title này, thì cái này chính là cái tên website của các bạn. Thì tên của website của các bạn, ví dụ như của mình là dàn copy, sau đó mình sẽ viết là shop. Với cái website này là cái website này là bán hàng mà mình cho shop, hoặc là tùy mỗi cái tên của các bạn, thì chỗ này là tên website của các bạn nhé. Còn cái thứ hai ấy, thì là cái mô tả chi tiết, một chút chi tiết về cái trang website của các bạn. Ví dụ như đây là ví dụ như sản phẩm thời trang chẳng hạn. Thời trang. Đấy, ví dụ mình viết là sản phẩm thời trang chẳng hạn. Đấy thì cái này cái chỗ mô mô tả tiếp chi tiết cho cái tiêu đề trên thôi. Đấy thì ở dưới này ấy, thì các bạn vào cái chỗ size language này, các bạn chuyển cho mình dưới này là tiếng Việt nhé. Nếu mà các bạn mới vào ấy thì tiếng Việt nó sẽ nằm ở, khi các bạn lui xuống nó sẽ nằm đâu đó ở dưới này, còn mình đã chọn rồi thì nó nằm trên này nhé. Đấy thì cái chỗ thời gian này ấy, thì các bạn có thể chuyển ra ở Việt Nam là cộng 7 đúng không ạ, cộng 7 này. Đấy còn chỗ này là cái chỗ thời gian, thì đấy nhìn chung là dưới này các bạn cũng có thể để nguyên, còn quan trọng nhất là cái này thôi. Sau khi xong ok rồi các bạn nhấn vào lưu save change. Đấy thì ngay lập tức cái trang website của các bạn sẽ chuyển ra tiếng Việt. Đấy sẽ chuyển ra tiếng Việt. Ok các bạn thấy không? Chỗ này đã chuyển hết ra tiếng Việt rồi. Tiếp theo mình muốn các bạn làm là các bạn click vào cái chỗ giao diện này này, click vào đây. Thì cái giao diện là gì? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tạo cái giao diện cho trang website nhé. Ok, khi các bạn vào đây thì chỗ này sẽ là cái giao diện để mình mở trang website cho các bạn thấy này. Ví dụ như các bạn vào đây, các bạn nhấn vào xem trang ấy, thì các bạn nhấn vào cái chỗ bánh lan ở trên chuột đấy, click vào cái bánh lan trên chuột thì nó sẽ mở cái tab mới. Thì đây chính là cái website đang ở ngoài nhìn thấy, ví dụ cái nhà sau đó cái này sẽ là cái người ta từ khách từ ngoài vào, người ta sẽ nhìn thấy cái nhà của mình như thế này đấy, người ta sẽ nhìn thấy cái trang website của mình như thế này. Thì bây giờ thì nó không đẹp, như lát nữa mình sẽ customize một chút thì nó sẽ nhìn đẹp hơn đấy. Thì cái giao diện là gì? Giao diện thì nó hiểu giống như là một cái áo ấy. Ví dụ mình có cái áo, hôm nay mình mặc áo trắng, ngày mai mặc áo khác chẳng hạn, thì nó sẽ có cái gọi là cái ngoài nhìn nó khác nhau. Để mình ví dụ này, thì các bạn nhấn vào cái chỗ add new này này, nhấn vào add new nhé. Thì đây có rất là nhiều cái giao diện nó khác nhau. Ví dụ như là các bạn chọn cái này đi chẳng hạn, thì các bạn nhấn vào cài đặt, ví dụ thôi nhé, các bạn nhấn vào cài đặt này. Ôi, thì khi các bạn nhấn cài đặt xong thì nó đã bảo cài đặt hoàn thành, sau đó các bạn nhấn kích hoạt này. Đấy các bạn nhấn kích hoạt này.
Sau khi các bạn nhấn kích hoạt đấy thì nó đã kích hoạt, nó bảo tùy biến này. Thì các bạn đây đây là cái giao diện trước nha. Thì bây giờ các bạn chỉ cần cho nó load lại xem như nào, load lại này. Đấy thì nó đã khắc đi rồi đúng không ạ? Thì cũng như là giống như là mình mặc một cái áo sau đó mình khắc đi ấy. Đấy. Thì đây mình sẽ vào đây là mình sẽ chọn giao diện cũ này. Mình chọn giao diện cũ này, các bạn nhấn vào kích hoạt này. Khi mà các bạn nhấn kích hoạt ấy, thì cái giao diện kia tự động nó tắt đi nhá. Thì bây giờ các bạn bảo xóa hết tất cả những cái giao diện đây đi, mình xóa này. Các bạn click vào đây nhé. Sau đó vào chỗ này có cái chỗ mà gọi là xóa đấy, các bạn click vào xóa này. Sau đó nhấn vào OK này. Đấy thì nó chỉ còn đúng một cái giống như ban đầu thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài một cái giao diện nó cực kỳ đẹp. Các bạn nhấn vào cái chỗ Add New này này. Sau đó các bạn vào chỗ này thì là có rất nhiều giao diện. Thì các bạn vào cái chỗ tìm kiếm này này, các bạn click vào đây, sau đó các bạn viết cho mình cái từ Astra này. Các bạn search cho mình cái từ khóa là Astra này nhé. Sau đó chỗ cái đầu tiên ấy là cái đầu tiên thì các bạn nhấn vào cái chỗ cài đặt. Nó đang cài đặt này. Cái này nó mất 1-2 phút thôi, có thể là nhanh hơn. Đấy của mình được, các bạn nhấn vào chỗ kích hoạt này này. Mình tắt cái kia đi. Đấy, khi mà kích hoạt rồi ấy, thì nó sẽ nằm cái đầu tiên. Còn cái phiên bản cũ thì các bạn vẫn để nguyên đây nhé. Sau đó các bạn vào xem cái trang website đằng ngoài này. Các bạn nhấn, có thể là nhấn chuột phải, sau đó nhấn vào Reload này. Hoặc là các bạn nhấn vào cái trên này, cái dấu tròn tròn trên này, các bạn click vào đây. Đấy, thì các bạn thấy cái giao diện của mình đã là khác đi rồi đúng không ạ? Đấy, tiếp theo mình muốn các bạn cài cái Elemental. Cài Elemental để làm gì? Elemental là một cái trang builder, là một cái trang thiết kế web. Các bạn có thể tùy biến một trang website như ý của các bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cài Elemental nhé. Vì đầu tiên các bạn vào cái link này, các bạn mở cái tab mới bằng cách nhấn vào cái dấu cộng này. Sau đó các bạn viết cho mình là sinh rằng.com. Sau đó có dấu gạch này, dấu gạch nhé. Sau đó viết là Elemental. Sau đó các bạn nhấn Enter này. Sau khi các bạn nhấn Enter ấy thì nó sẽ bay thẳng vào trong này. Thì bay vào trong này ấy, thì đây nó bây giờ là đang nó đang giảm giá, mùa giảm giá. Thì đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm miễn phí, làm nó dùng cái phiên bản miễn phí là quá đủ rồi. Bởi vì các bạn mới bắt đầu tạo mới trang website thì các bạn nên làm thế nào để tiết kiệm chi phí nhất. Sau này các bạn có website, các bạn muốn website của mình tốt hơn rồi thì các bạn mới mua cái bản mà là có phí thì nó sẽ tốt hơn. Đấy thì bây giờ các bạn lùi xuống này, bình thường nếu mà chưa đến mùa giảm giá thì đây nó sẽ gọi là dùng miễn phí. Nhưng bây giờ nó giảm giá, nó cho cái button này. Thì các bạn vào cái chỗ ở dưới, cái link ở dưới này này, các bạn nhấn vào cái chỗ Get Start with Free Version này, click vào đây. Đấy, khi click vào đấy thì nó yêu cầu là mình phải có một cái email ở đăng nhập. Thì nếu mà bạn nào chưa có ấy, thì các bạn vào để tạo một cái tài khoản. Ví dụ như mình tạo một cái tài khoản cho mình nhé. Ví dụ như mình sẽ tạo này. Đây, ví dụ mình tạo cái tài khoản của mình, sau đó mình cho mật khẩu này. Sau khi mình cảm thấy ok rồi, mọi thứ ok rồi, mình nhấn là create an account này. Ok, khi create an account thì các bạn có thể lưu hoặc là bỏ qua nhé. Đây là mình sẽ không lưu. Đấy. Khi đây có hai cái lựa chọn thì các bạn chọn cho mình là cái chỗ yes I'm sure I do này, các bạn nhấn vào cái chỗ continue này nhé. Sau đó tiếp theo này nó bảo please insert your full domain address. Thì chỗ này là các bạn phải cho đúng cái link website của các bạn. Thì các bạn vào cái chỗ website của các bạn này, sau đó bạn copy cái link này này. Các bạn chuột phải, các bạn nhấn copy, copy đúng cái link của các bạn .com này nhé. Sau đó các bạn qua lại cái trang web này, các bạn cho vào cái link đó vào đây. Các bạn chuột phải này, sau đó các bạn nhấn vào paste này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ check for WordPress này, click vào đây này.
Ok, khi click vào đây thì nó bảo great, you are ready to install Elementor. Các bạn nhấn vào click to install. Đấy, thì ngay lập tức nó sẽ bay ra cái trang này. Khi bay ra trang này rồi thì các bạn thấy ở chỗ cái góc phải này này, nó sẽ có một cái gọi là cài đặt ở đây. Thì các bạn nhớ mở chỗ cài đặt. Ok, nó đang cài đặt. Ok, khi mà các bạn cài đặt xong ấy thì nó bay tự bay thẳng vào trang website của các bạn luôn. Thì khi nó bay thẳng vào trang website của các bạn thì các bạn nhấn vào cái chỗ kích hoạt này, kích hoạt plugin này. Ok, khi kích hoạt plugin đến đây ấy, thì các bạn giữ nguyên đây thôi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái mà cơ bản đây. Thứ nhất, các bạn thấy bảng tập tin ấy, các bạn click vào bảng tin này này. Bản tin này là chứa tất cả những cái mà plugin rồi những cái giống như là cái trang chủ bên trong website ấy. Đấy, thì nó sẽ có những cái tổng hợp, những cái thống kê, ví dụ như các bạn là các bạn có đơn hàng và mọi thứ thì nó sẽ xuất hiện đây nữa nhé. Đấy, thì đây là những cái cơ bản ngoài. Thứ hai là chỗ cập nhật là mỗi khi là một cái, ví dụ các bạn kèm một số plugin nó cập nhật đấy thì nó sẽ xuất hiện đây nhá. Ví dụ một thì nó sẽ là cập nhật một cái, hai thì nó sẽ cập nhật hai cái, thì cái này là các bạn có thể dùng sao nhé. Cái này, cái tiếp theo là cái chỗ bài viết này. Bài viết là gì? Bài viết là những cái chia sẻ, có thể là các bạn tạo một trang website bán hàng, sau đó các bạn tạo những cái bài post để chia sẻ làm thế nào để chọn sản phẩm tốt, sản phẩm không tốt chẳng hạn. Thì đây là những cái bài viết. Thì chỗ viết bài mới này, xóa chuyên mục. Cái chỗ chuyên mục này là những cái chuyên mục, ví dụ như là các bạn bán về quần áo thời trang chẳng hạn, ví dụ như có giày nam, thì tất cả những chuyên mục đó thì tập trung chỉ tập trung vào giày nam thôi chẳng hạn. Sau đó giày nữ thì nó sẽ tập trung giày nữ chẳng hạn, thì nó sẽ có chia ra những chuyên mục thế. Còn gắn thể là nó sẽ gắn một số thể, ví dụ giày nam thì nó phải gắn thể là giày nam. Đấy, ví dụ như thế. Sau đó ở dưới cái chỗ thư viện này thì là tập hợp tất cả những cái hình ảnh video mà các bạn upload trên website các bạn. Tiếp theo là ở dưới cái trang này, trang là gì? Ví dụ trang là những cái trang, ví dụ các bạn tạo là những cái trang chủ này, trang giới thiệu này, sau đó trang trang liên hệ này, rồi đấy, đấy là những cái trang cơ bản nhất. Thế đấy, đó là một số cái trang cơ bản này. Ok, thế là những cái cơ bản nhất về WordPress nhá. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào cài một cái website, làm một cái website cực kỳ là đẹp và chuyên nghiệp nhá. Đầu tiên để mình tắt hết những cái này đi nhá. Mình sẽ tắt hết những cái này đi, mình để đúng một cái tab này thôi. Đấy, vì đầu tiên mình muốn các bạn vào là các bạn vào cái chỗ giao diện này này, sau đó các bạn di chuột xuống tích ở dưới này. Cái thứ hai từ dưới lên các bạn click vào cái chỗ extra option này. Đấy, sau đó các bạn thấy cái trang này thì các bạn nhấn chuột vào cái chỗ mà import install import import plugin này, các bạn nhấn vào đây, click vào đây thì nó sẽ tự động cài đặt tất cả những cái plugin và những cái mà máu giao diện nó có sẵn vào trong cái trang website của các bạn. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn sao. Đấy, thì nó đã activate này. Ok, khi ra đến đây rồi thì các bạn chọn cho mình là Elementor, click vào đây. Đấy, khi click vào đây thì đây là có rất là nhiều cái mẫu giao diện là mẫu website mà các bạn cần phải lựa chọn. Đấy, thì việc đầu tiên ấy thì các bạn vào đây thì các bạn vào cái trên này, chọn cho mình là các bạn chọn cái chỗ O này, click vào đây. Sau đó các bạn chọn cho mình là chỗ e-commerce này, các click vào chỗ e-commerce này. Đấy, thì là tất cả những cái trang này sẽ là những cái trang website bán hàng. Đấy, thì nó sẽ có tất cả trên này. Đấy, ví dụ như là đấy, thì ví dụ như là các bạn sẽ chọn một cái nào đó mà tương ứng với cái sản phẩm của các bạn. Đây, mình ví dụ như là mình chọn một cái đi nha, mình ví dụ như
Đấy, mình ví dụ như là mình vào cái chỗ này, mình chọn cái chỗ mà custom này này, mình sẽ chọn cái giao diện này chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể chọn một trong những cái các bạn thích nha. Ví dụ như là các bạn có thể chọn cái này này hoặc là cái này này. Đấy, như một số cái bản này sẽ là Pro, nó sẽ là Pro nhé, nó sẽ miễn phí. Các bạn lôi xuống này, ví dụ mình thích cái này chẳng hạn, đó mình click vào đây, sau đó nó sẽ có, mình xem mình nó sẽ có ba trang này, một hai ba này, đấy nó sẽ có ba trang như này, thì các bạn có thể là xem nó như nào này. Ví dụ các bạn nhấn vào cái chỗ mà preview site này, các bạn click vào đây thì nó sẽ bay ra cái trang mới, thì các bạn có thể xem cái này các bạn có thích không. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn có thể chọn cái khác, còn nếu mà các bạn thích rồi thì các bạn có thể dùng cái này. Đấy, thì ví dụ như mình xem cái này mình cực kỳ thích rồi, thì mình nhấn vào cái chỗ mà import complete site này này, các bạn click vào đây, sau đó thì nó sẽ xuất hiện tất cả chỗ này. Thì cái đầu tiên, option đầu tiên nó bảo delete previously important site, có nghĩa là nó sẽ xóa cái site đầu tiên và nó sẽ import cái này hoàn toàn vào trang website của mình. Thì các bạn cứ để nguyên cái đầu tiên nhé, các bạn nhấn vào cái chỗ import này. Đấy, thì bây giờ nó đang bắt đầu là download tất cả những cái mà giao diện, những cái plugin là cần thiết trong cái trang website này về cái trang website của các bạn. Thì ngay chỉ vài phút thôi, các bạn sẽ thấy một cái trang website của các bạn cực kỳ là đẹp nhé. Đấy, thì đây là cách mà thiết kế website nó nhanh nhất các bạn ạ. Thì nếu ví dụ các bạn là mới làm khởi nghiệp ấy, thì cái cách này là cách nhanh nhất để các bạn tạo một cái trang website cực kỳ là đẹp và chuyên nghiệp. Nó sẽ chỉ mất tầm khoảng 2 đến 5 phút nhé. Đấy, các bạn đợi một chút. Ok, nó đã import thành công, import successfully. Đấy, khi mà import thành công rồi, các bạn vào xem trang website của các bạn này, 1, 2, 3, xem. Đấy. Alright, các bạn thấy không ạ? Cái trang website của các bạn này, đây là cái domain của các bạn này, jacobi.com này, các bạn thấy không ạ? Thì các bạn đã có một cái trang website cực kỳ là đẹp. Đấy, nó cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Ok, đấy. Thì mình sẽ tắt cái này đi. Ok, thì bây giờ ấy, mình sẽ dẫn các bạn đi customize, hay còn gọi là các bạn đi sửa một chút cái trang website các bạn. Thì bây giờ là các bạn dùng cái trang của người khác, ví dụ các bạn mua cái nhà của người khác thì các bạn phải sửa đúng không ạ? Thì như ý của bạn, thì đây mình đã import từ cái trang website này rồi, thì mình muốn sửa, rồi mình muốn sửa cho mình cho phù hợp với cái ngành nghề của mình. Đấy, thì việc đầu tiên các bạn muốn, nếu mà các bạn muốn sửa ấy, thì các bạn vào cái chỗ sửa với Elemental này, click vào đây thì nó sẽ sửa. Hoặc là cách thứ hai thì các bạn vào cái chỗ mà trang này, các bạn mình vào tất cả trang này, sau đó nó sẽ ra thế này, thì có cái trang mà nó sẽ có một cái trang là trang này sẽ là trang Home, thì các bạn vào cái chỗ mà chỉnh sửa này, thì các bạn vào cái chỗ chỉnh sửa này thì nó sẽ có một cái option cho các bạn sửa với Elemental nữa. Đấy, ví dụ các bạn tắt cái này đi thì nó sẽ có sửa với Elemental này. Đây là cách thứ hai. Còn cách mình hay dùng cách thứ nhất là mình vào cái ngoài trang chủ và mình sửa luôn đây, thì mình sẽ vào cái chỗ sửa với Elemental này, mình click vào đây ấy. Click vào đây này. Ok, nó đang load này. Ok, khi các bạn click vào đây ấy, thì nó sẽ cho cái trang các bạn sửa, các bạn thấy không? Khi các bạn di chuột vào đâu đó thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Đây thì ví dụ các bạn muốn sửa như nào? Ví dụ các bạn muốn sửa cái chữ này chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần cho chuột vào đây sau đó click. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì click vào đây sau đó sửa bên này. Ví dụ we print what you want. Sau đó các bạn có thể sửa là sản phẩm thời trang. Đấy, sản phẩm thời trang hot nhất, sản phẩm thời trang hot nhất chẳng hạn.
Đấy, sau đó best quality product thì các bạn có thể sửa là uy tín này, chất lượng chẳng hạn. Đấy, ví dụ các bạn có thể sửa là như thế. Sau đó trên này ấy, các bạn muốn ví dụ các bạn muốn sửa cái này chẳng, ví dụ là web cái này là cái màu của nó là cái màu hơi màu cam, các bạn muốn sửa thành màu cái màu thích sở thích của các bạn cơ, thì các bạn sửa như nào, các bạn click vào trên này, ví dụ các bạn muốn sửa mà các bạn muốn sửa click vào đây, sau đó các bạn nhấn vào kiểu, sau đó các bạn thấy cái chỗ màu sắc này, các bạn có thể cho màu này, ví dụ như là mình đây thì mình sẽ cho cái màu mình màu sở thích của mình cho vào đây đấy, ví dụ mình đấy, ví dụ các bạn thích cái này sao các bạn cho màu này chẳng hạn. Đấy, tiếp theo này, ví dụ các bạn thấy cái chữ này nó quá là nhỏ đúng không ạ, các bạn muốn cho nó to lên một chút chẳng thì là như nào, vì đầu tiên ấy thì các bạn vào cái chỗ kiểu này này, sau đó các bạn vào cái chỗ typography này, các bạn click vào đây, sau đó các bạn cho chọn cái phông chữ, ví dụ các bạn có thể chọn một cái phông chữ nào đó, ví dụ các bạn chọn là ara này, sau đó chọn về một cái phông chữ mà như các bạn muốn này. Đấy, khi mà các bạn chỉnh sửa các bạn thấy không ạ, thì nó có cái phông chữ của nó đã chuyển đổi khác nhau đúng không ạ. Đấy, thì mình ví dụ như là mình thích cái phông chữ ara này đi. Đấy, mình thích cái này chẳng hạn. Sau đó ví dụ các bạn muốn cho to lên một chút thì các bạn vào chỗ kích thước này, các bạn cho lên to, ví dụ như là to như này đi chẳng hạn, 62 chẳng hạn. Sau đó độ đậm này, các bạn có thể cho nó to đậm này, ví dụ cho đậm lên 800, cho đậm lên 600 này. Đấy, thì mình nghĩ là 500, mình cho lên 700, mình cho lên 600. Đấy, mình sẽ cho lên 600 này. Tiếp theo cái chỗ transform này, transform là gì? Thì nó sẽ chuyển ra tất cả những cái chữ này thành chữ hoa. Ví dụ các bạn thấy cái chỗ này chữ viết hoa này, các bạn click vào đây thì tất cả những cái này tự động chuyển ra chữ hoa. Còn những cái khác thì là chữ thường này, sau đó chữ hoa như này này. Đấy, các bạn có thể chuyển nhé. Và mình cho mặt định này. Đấy, tiếp theo là cái chỗ kiểu này này. Cái chỗ kiểu thì nó sẽ có kiểu thừa này, sau đó kiểu nghiêng này, kiểu xiên này. Đấy, mình rất là thích những cái chỉnh sửa này. Các bạn có thể cho vào cái chỗ mặt định để nó qua lại cái chỗ cũ này. Đấy, các bạn có thể trang trí này, ví dụ như là gạch dưới này, sau đó gạch trên này. Đấy, các bạn có thể cho tùy chỉnh như các bạn muốn nhé. Đấy, tiếp theo ở dưới này ấy, thì đây các bạn cũng có thể sửa, các bạn click vào đây, các bạn nhớ là cứ click vào đây sau đó sửa bên này nhé. Click button to change this, các bạn có thể là các bạn xóa cái này đi chẳng. Đấy, mình không lấy cái này. Đấy, mình cho qua lại, ví dụ các bạn không thích cái này đúng không ạ, các bạn không thích cái này mà các bạn muốn xóa cái này đi thì làm như nào. Việc đầu tiên ấy, các bạn chỉ cần cho chuột lên cái bút này này, các bạn nhấn chuột phải, sau đó có cái ở dưới này có cái chỗ xóa, các bạn chỉ cần nhấn xóa thì ngay lập tức cái này sẽ tự xóa. Đấy, tiếp theo các bạn muốn sửa cái button này thì là như nào, ví dụ các bạn click vào đây. Đấy, thì các bạn cho cái mặt định, ví dụ các bạn cho info thì nó sẽ nó màu khác nhau, mặt định thì nó sẽ màu khác nhau, sau đó các bạn sửa dưới đây, các bạn có thể là xem shop. Đấy, ví dụ xem shop chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ như này. Thế nếu đây các bạn phải cho link của các bạn vào đây, cho cái link shop vào đây, ví dụ các bạn cho một cái link shop nào đó copy, sau đó cho vào đây, các bạn phải chọn đúng cái trang shop của các bạn cho vào đây. Còn đây thì mình sẽ cho làm ví dụ thôi, mình sẽ để trống đây. Các bạn có thể cho icon này, các bạn thấy không, có đây có một cái mũi tên này, các bạn vào cái chỗ icon này, các bạn có thể cho một cái mũi tên hoặc là cái gì đó, ví dụ như là các bạn mình sẽ cho là ví dụ như đấy, mình ví dụ như là mình sẽ cho apple chẳng, mình nhấn vào insert này. Đấy, thì nó sẽ có cái apple ở đây. Đấy, thì mình ví dụ như thế. Đấy, các bạn có thể chọn cho như là các bạn muốn, ví dụ các bạn muốn sửa màu đúng không ạ, cái này là màu cam thì các bạn muốn sửa như các bạn muốn thì các bạn click vào đây, sau đó nhấn vào kiểu này, sau đó click vào đây này, kiểu này, cho màu chữ này, các bạn thấy không, chữ này các bạn cho chữ màu trắng này, sau đó chọn nền này. Đấy, nền thì các bạn có thể tự chọn này,
Ví dụ như là mình đây là mình ví dụ mình cho cái màu sở thích của mình này đi. Rồi mình sẽ cho cái màu này chẳng. Đấy. Sẽ chuyển lại. Mình nhấn vào cái này. Ok, thế là nó đã về cái chữ màu của mình. Đấy. Các bạn có thể sửa màu như các bạn muốn nhé. Còn đây là mình sẽ không sửa nữa. Mình sẽ cho về nó mặc định ban đầu. Đã. Khi mà các bạn làm một cái size nào đó, các bạn muốn chuyển về mặc định ban đầu ấy, thì các bạn chỉ cần nhấn Ctrl Z trong bàn phím ấy, thì nó sẽ tự quay trở lại nhé. Đấy. Tiếp theo này, ví dụ các bạn muốn sửa cái ảnh này thì làm thế nào đúng không ạ? Các bạn có thể click vào đây này. Click vào đây. Sau đó các bạn vào chỗ này. Các bạn chọn cái hình nào đó các bạn sửa, ví dụ các bạn chọn cái ảnh này đi chẳng. Các bạn nhấn vào chèn này. Đấy thì nó sẽ có ảnh ở đây. Đấy, hoặc là ví dụ như là các bạn chọn cái cô khác chẳng. Rồi các bạn chọn cô này. Rồi các bạn nhấn vào chèn. Đấy. Thì hình ảnh nó sẽ như này, sau đó các bạn có thể cho nó nhỏ này, sau đó cho nó to này. Đấy thì tùy chỉnh như này. Đấy, nhưng mà cái này thì mình không thích chẳng hạn. Mình sẽ chọn một cái hình nó tốt hơn, đẹp hơn. Thì ví dụ các bạn chỉ cần upload lên từ tập tin lên. Ví dụ đấy. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vào để tải một số hình ảnh để upload lên trên website của các bạn nhé. Đây là nếu mà các bạn làm website, tất nhiên là những cái sản phẩm là các bạn phải tự chụp ảnh tất cả rồi đúng không ạ? Nhưng mà đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ví dụ các bạn có thể thiết kế web trước, làm một cái lấy một số hình ảnh trước, sau đó các bạn mới chụp ảnh sau chẳng hạn. Thì các bạn vào cái chỗ website này, các bạn vào cái chỗ website có tên là Pixel. Đấy. Pixel. Các bạn nhấn Enter này. Đấy, thì khi đến đây các bạn nhấn vào cái chỗ Free Top Folder này, click vào đây. Sau đó khi đến đây rồi ấy, thì các bạn chỉ cần search những cái hình ảnh mà các bạn muốn thôi. Ví dụ mình search là thời trang. Ví dụ mình search là thời trang chẳng hạn. Đấy, ví dụ mình search thời trang nhá, ví dụ mình thích cái ảnh này đi. Đấy, mình thích cái ảnh này, sau đó mình nhấn vào cái chỗ tải xuống. Cái website này là các bạn tải hình ảnh hoàn toàn miễn phí nha, các bạn sẽ không bao giờ lo là người ta sẽ hỏi các bạn là mày tải ảnh của tao hay là như nào, nó sẽ không có bản quyền nhé. Các bạn tải miễn phí, tải bao nhiêu các bạn muốn cũng được. Các bạn nhớ vào chỗ tải xuống miễn phí này, click vào đây. Sau đó khi nó rơi xuống thì các bạn phải lưu vào một cái file nào đó mà các bạn nhớ nhé. Mình lưu một cái file thì bây giờ mình chọn cái file của mình, nhấn vào save này. Ok, khi lưu ảnh xong này, đấy các bạn có thể chọn nhiều cái nữa, thì của mình là như thế này đủ rồi. Khi lưu xong các bạn vào lại website này. Khi vào lại website ấy, thì các bạn chỉ cần các bạn nhớ nhé, vào đây thì các bạn click vào đây, vào cái chỗ chọn ảnh này, các bạn nhấn vào cái chỗ tập tin này này. Tập tin là các bạn tải từ máy tính lên, còn cái chỗ thư viện này là cái những cái những cái hình ảnh mà các bạn có sẵn ở trong website của các bạn. Đấy, các bạn nhấn vào chỗ tải tập tin lên này, các bạn nhấn chọn tập tin này, sau đó các bạn chọn đúng cái file mà các bạn đã tải hình ảnh về. Đấy, mình ví dụ như mình đã chọn cái hình ảnh này. Đấy, hình ảnh này. Đấy, đây là tất cả những hình ảnh các bạn, thì đây là mình tất cả những hình ảnh này mình cần thì mình sẽ upload tất cả lên. Để upload tất cả lên ấy, các bạn nhấn Ctrl A hoặc là chỉ cần bôi đen tất cả, sau đó các bạn nhấn Open thì nó sẽ tự động tải tất cả những cái hình ảnh của các bạn lên trên cái trang website của các bạn. Ok, nó đang bắt đầu tải này. Nó đang bắt đầu tải lên trên. Nó sẽ mất một vài phút bởi vì mình tải rất là nhiều hình ảnh. Ok. Tao còn làm ăn điều. Ok, các bạn đã tải xong rồi này. Khi các bạn tải xong rồi ấy, thì nó sẽ như này. Các bạn chọn một cái hình mà các bạn muốn. Ví dụ các bạn chọn một,
hình ảnh này đi chạm. Sau đó các bạn nhớ là cái chỗ tiêu đề này, các bạn chỗ tiêu đề này thì các bạn phải copy cái chỗ tiêu đề này áp lên trên này, bởi vì như thế này sẽ tốt cho Google Search Engine nhé, nó Google sẽ đánh giá tốt cái này. Các bạn nhấn vào Change Media này. Đấy, khi các bạn nhấn vào Change Media thì nó vẫn sẽ bị nó vẫn sẽ bị như này. Thì đây là những cái hình, những cái tùy chỉnh mình sửa của người ta thì nó sẽ như này. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo một cái hình ảnh khác. Thì việc đầu tiên thì các bạn vào xóa cái hình ảnh này đi. Đấy, các bạn xóa cái hình ảnh này đi. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ trên này, các bạn sửa với exception này, click vào đây. Sau đó khi vào nhấn vào exception thì nó sẽ ra những một cái trang bên này như thế này. Các bạn nhấn vào cái chỗ kiểu này này. Click vào kiểu, sau đó chọn cái chỗ nền này, các bạn di chuột xuống. Các bạn nhấn vào cái chỗ đầu tiên là cổ điển. Khi mà cổ điển thì nhấn vào cổ điển thì nó sẽ ra như này. Các bạn nhấn vào cái chỗ chọn ảnh này. Sau đó các bạn sẽ chọn một cái ảnh mà các bạn muốn thì chọn cái ảnh này. Sau đó các bạn nhấn vào chèn. Đấy. Thì khi bạn nhấn chèn ấy thì nó sẽ ra một cái hình ảnh. Hình ảnh này sẽ rất là to như này. Thì việc đầu tiên mình muốn các bạn sửa, các bạn nhấn vào cái này tiếp này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ layout này. Các bạn sẽ cho chỗ này là full width này. Các bạn nhấn vào cái chỗ box này. Sau đó các bạn ở dưới cái chiều cao này, các bạn nhấn vào cái chỗ mà vừa màn hình này, click vào vừa màn hình. Đấy, thì cái này nó sẽ vừa cái màn hình này luôn. Đấy. Hoặc là các bạn có thể sửa này, ví dụ như là các bạn vào cái chỗ này, các bạn chọn cái chỗ mini high này, click vào mini high này. Thì các bạn có thể cho to nhỏ tùy chỉnh. Các bạn cho to nhỏ tùy chỉnh này. Ok, ví dụ các bạn thấy là nó to như này là ok rồi. Thì các bạn cảm thấy ok rồi thì để nguyên như này. Sau đó ví dụ các bạn thấy cái hình này nó bị cắt như này thì sửa như nào. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào sửa là các bạn vào cái chỗ này tiếp. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ kiểu này. Sau đó các bạn vào cái chỗ hình ảnh này ở dưới cuối này, nó sẽ có một cái gọi là bao phủ. Đấy, thì nó sẽ cho nó cái hình ảnh của các bạn nó tốt hơn. Sau đó các bạn chỗ này các bạn có thể cho là góc trên, góc trái. Các bạn có thể chuyển sang góc trái, góc giữa để xem làm thế nào để thấy cái hình ảnh của các bạn nó tốt là được. Ví dụ như là mình sẽ cho vào giữa. Sau đó mình cho bên phải này. Giữa phải đấy, mình ví dụ mình cho sẽ là cho giữa phải chẳng hạn thì nó sẽ như này đấy, giữa phải. Ok rồi đấy. Ví dụ các bạn thấy ok rồi, hình ảnh này ok rồi, các bạn muốn xem sẽ như nào thì các bạn nhấn vào cái chỗ này này, click vào đây thì các bạn sẽ xem được như này. Ok, đấy là sửa những cái hình ảnh trên này nhé. Còn chỗ này ấy, thì các bạn có thể xóa đi này. Mình ví dụ các bạn xóa đi chẳng hạn, các bạn chuột phải này, sau đó nhấn xóa. Nếu mà các bạn để lại thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhé, bởi vì mình không cho cái gì nó cũng không ảnh hưởng gì. Tiếp theo ở dưới này ấy, ví dụ các bạn muốn sửa những cái hình ảnh này chẳng hạn, sửa cái này, ví dụ các bạn sửa cái này, các bạn click vào đây, cứ click vào đây, sau đó sửa bên này, chọn ảnh này, ví dụ các bạn chọn cái hình ảnh này, cho cái này lên. Các bạn nhớ copy cái này để lên trên này nhé, bởi Google đánh giá tốt. Các bạn nhấn vào trên media này ấy thì nó sẽ có hình ảnh ở đây. Tiếp theo các bạn muốn sửa cái này, click vào đây, sau đó các bạn vào chỗ này sửa, ví dụ mình cho ông này chẳng, mình nhấn vào trên đấy, sau đó cái này vẫn thế, click vào đây, sau đó các bạn nhấn vào sửa này, ví dụ như mình cho cô này, nhấn vào trên, hình ảnh nó hơi nhỏ thì không tốt, các bạn chọn cái hình ảnh khác này. Các bạn cứ chọn một cái hình mà các bạn cảm thấy là ok là được. Nhấn chèn. Ok, thế là các bạn đã có 3 cái hình ảnh các bạn có thể sửa nhé. Ví dụ các bạn đây là không phù hợp với các bạn muốn sửa chẳng hạn thì làm thế nào? Các bạn chỉ cần click trên này, sau đó sửa bên này thôi. Các bạn nhớ là cứ click vào đâu, sau đó sửa bên này. Click, sửa bên này, click, sửa bên này là được. Đấy, thì đây là mình làm ví dụ thôi, mình sẽ để như này. Ví dụ như là chỗ này ấy, thì nó sẽ có những cái sản phẩm đây. Đấy, nó sẽ có xuất hiện ra cái sản phẩm đây. Bởi vì chỗ này các bạn đang vào sửa nên nó không thấy sản phẩm. Ví dụ các bạn cho cái này ra này, nó không thấy sản phẩm. Nhưng khi mà các bạn nhìn ngoài ấy, ví dụ như mình cho, ví dụ các bạn thấy này, các bạn nhìn ngoài ấy, thì nó sẽ có sản phẩm. Nhưng mà khi các bạn nhìn vào trong ấy thì nó không có sản phẩm đây. Ví dụ này. Đấy, thì các bạn thấy không ạ? Đây có những cái sản phẩm đây này.
Đấy, có những cái sản phẩm đây. Nhưng mà khi các bạn vào sửa ấy, thì các bạn chỉ có thấy shop code thôi. Thì các bạn vẫn để nguyên này nhé. Sau các bạn, đây là our future product. Thì các bạn có thể sửa thành như câu từ của các bạn. Ví dụ như là sản phẩm nổi bật. Đấy, sản phẩm. Hoặc là các bạn biết là top sản phẩm thời trang nổi bật chạm. Đấy, các bạn có thể như thế. Đấy, còn ở dưới này thì các bạn cũng có thể sửa như trên. Thì mình ví dụ này, các bạn muốn sửa cái này chạm. Đầu tiên là các bạn muốn sửa ảnh đằng sau chạm. Thì các bạn muốn nhấn vào cái chỗ này. Các bạn nhớ cái mình hướng dẫn ở trên không ạ? Các bạn chỉ cần nhấn vào cái này. À, nhấn vào cái dấu chấm này, click vào đây. Sau đó các bạn vào click vào đây này. Sau đó các bạn vào cái chỗ kiểu này, sau đó các bạn vào cái chỗ ở dưới này có một cái hình ảnh đúng không ạ, các bạn chỉ cần click vào đây, sau đó các bạn chọn một cái hình ảnh mà các bạn muốn. Các bạn nhớ là những hình ảnh này ấy, thì nó phải đạt chuẩn những cái hình ảnh dưới kia, đừng có cho chữ cắt đầu nhé. Ví dụ mình ví dụ thôi nhé, các bạn chọn này, sau đó nhấn vào chèn này. Đấy, mình ví dụ là như thế này. Đấy, ví dụ mình cho hình ảnh này như thế này. Đấy, sau đó ví dụ các bạn có thể cho góc trái góc phải để nhìn cho nó đẹp hơn này. Đấy, ví dụ như mình cho góc giữa chuyển đấy, mình ví dụ mình cho xuống một tí để mình thấy cái cô này chẳng hạn, thì mình sẽ như này. Tiếp theo các bạn thấy cái chữ hình này thì bởi vì cái background đằng sau nó màu xanh mà chữ này nó màu đen thì nó hơi tối đúng không ạ, thì các bạn có thể cho màu trắng này. Các bạn click vào đây này để cho màu trắng, click vào đây, sau đó sửa bên này, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ mà kiểu này, sau đó các bạn vào cái chỗ màu chữ này, click vào đây, sau đó các bạn chọn màu này. Đấy, làm thế nào để cho cái chữ nó nổi lên là được. Các bạn cái tiếp theo này, click vào đây này, cho vào kiểu này, sau đó vào chữ này, cho màu trắng này. Đấy, cái này mình thế kiểu này. Đấy, cho màu trắng này. Đấy, đấy như này. Ví dụ như các bạn có thể sửa cái chữ này, click vào đây này, sửa chữ thì các bạn vào nội dung này. Sau đó các bạn có thể sửa này, ví dụ như là nhanh, mình sẽ sửa là nhanh tay. Nhanh tay đặt hàng. Đấy, ví dụ mình nhanh tay đặt hàng. Các bạn click vào đây có thể sửa tiếp, ví dụ như là giảm giá 20%. Đấy, các bạn có thể sửa dưới này là sửa dưới này. Các bạn ví dụ các bạn cho là chúng tôi giảm giá 20% cho toàn sản phẩm. Đấy, ví dụ như thế. Còn ví dụ các bạn không thích cái font này thì các bạn cũng có thể đi đổi cái font. Ví dụ các click vào đây, các bạn vào cái chỗ kiểu này, các bạn có thể sửa font này, sửa font vào chỗ typography này. Các bạn có thể cho font khác nhau này. Đấy, những cái font nó khác nhau. Bạn có thể cho. Đấy, các bạn thấy chữ nó khác nhau thì tùy các bạn nhé. Cái này là tùy các bạn. Mình sẽ cho mặc định để chỗ cũ. Đấy, còn cái chỗ là shop now này thì các bạn cũng có thể sửa là xem ngay chẳng. Ví dụ xem ngay chẳng. Đấy, ví dụ mình viết là xem ngay chẳng thì nó sẽ như này. Đấy. Ok, thì cái chỗ mà most loved product này này thì các bạn thấy không? Most loved product nó sẽ là những cái sản phẩm mà được nhiều người yêu thích nè. Sản phẩm mà được nhiều người yêu thích thì các bạn có thể vào sửa này. Ví dụ như là đấy thì các bạn có thể sửa là top sản phẩm được nhiều người yêu thích. Đấy, top sản phẩm nhiều người yêu thích chẳng hạn. Mình ví dụ như thế thì nó sẽ có những shortcode này, nó sẽ có sản phẩm đây. Còn đây đấy thì là những cái đánh giá của khách. Các bạn có thể sửa là đánh giá khách yêu sản phẩm của chúng tôi chẳng. Khách thích sản phẩm của chúng tôi.
Đấy, khách thích sản phẩm của chúng tôi. Ví dụ như các bạn viết thế thì nó bị rơi xuống, các bạn có thể cho to lên một chút thì các bạn nhấn vào kiểu này, sau đó vấn vào topography này, các bạn cho lên to một tí. Ví dụ như mình cho hai dòng này đi nhé. Đấy, mình ví dụ như thế. Thì đây thì các bạn chỉ cần gọi một số khách hàng các bạn giúp các bạn review, sau đó các bạn chỉ vào sửa thôi, click vào đây sửa bên này, click vào đây sửa bên này, nó cực kỳ đơn giản nhé, click vào đây sửa bên này thôi nhé. Đấy, mọi thứ đơn giản. Sau đó có cái chỗ mà cái chỗ fruit in này này, future in này, có nghĩa là những cái sản phẩm là những cái khách hàng mà đã tin tưởng dùng sản phẩm các bạn ấy, thì các bạn có thể cho logo nó vào đây này. Đấy, thì mình không có thì mình bỏ qua. Vậy thì nếu mà các bạn không thích một cái gì đó thì các bạn xóa đi như nào đúng không ạ? Hoặc là các bạn muốn thêm một cái gì đó thì như nào đúng không ạ? Đấy thì mình ví dụ này. Ví dụ như là mình không thích cái này đi. Sau đó mình xóa nó đi. Các bạn cho chuột vào đây, các bạn thấy này, đây có cái gọi là cái vòng khoanh luôn cái này ấy, thì có nghĩa là cái thằng này là thằng mẹ. Còn ví dụ các bạn cho chuột vào đây thì lại có những cái con ở đây này, lại có những thằng con ở trong này, thì các bạn muốn xóa đi tất cả những cái này thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ dấu ít này để xóa đi này. Ví dụ các bạn click vào đây thì nó sẽ tự xóa đi hết đấy. Khi mà ví dụ các bạn click vào đây nó xóa đi hết rồi thì các bạn muốn qua lại, thì như là ví dụ như các bạn bảo là ôi mình là nhầm rồi mình muốn qua lại chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần nhấn vào Ctrl Z trong cái bàn phím thì nó sẽ tự qua lại. Ví dụ các bạn muốn xóa thì cứ xóa nhé, còn mình làm ví dụ mình để lại cho. Còn ví dụ mình thêm một cái gì đó thì như nào, mình ví dụ này, mình thêm này, các bạn để thêm một cái gì đó các bạn nhấn vào cái chỗ dấu cộng này, sau đó ví dụ như các bạn tùy chọn, ví dụ các bạn muốn thiết kế là mình các bạn có 2 cột hoặc là 1 cột hoặc là có 3 cột đi thì các bạn thiết kế như nào. Đấy, ví dụ là như thế, ví dụ mình chọn là 2 cột chẳng, sau đó mình muốn cột thứ nhất là mình có chữ ở đây thì mình click vào đây, sau đó mình vào cái chỗ này, nó sẽ có một cái gọi là header vào đây, mình bê nó vào đây, đấy thì nó sẽ có chữ, đấy thì các bạn vào đây các bạn chỉ cần sửa là đây là sản phẩm phần nội 2020 chẳng hạn, ví dụ là như thế. Sau đó các bạn muốn miêu tả thêm thì các bạn làm thế nào đúng không ạ? Các bạn vào đây đây này, các bạn click vào đây. Sau đó các bạn vào cái chỗ mà chỉnh chỉnh sửa văn bản này, các bạn bê nó vào trong này. Đấy, bê nó vào đây. Đấy, khi bê nó vào đây rồi các bạn lại sửa tiếp thôi. Đấy, các bạn có thể sửa này, sửa một cái gì đó mà như mà ý các bạn. Đấy. Sau đó bên này ví dụ các bạn muốn có cái hình ảnh ở đây đúng không ạ? Thì các bạn chỉ cần vào chỗ này, chỗ hình ảnh này, bê nó vào đây này. Đấy, thì các bạn vào đây, sau đó các bạn vào cái chỗ chọn hình ảnh. Sau đó các bạn chọn một cái hình ảnh bất kỳ, ví dụ như là các bạn chọn một cái hình ảnh, ví dụ chọn cô này chẳng, sau đó nhấn chèn này, đấy thì nó sẽ có hình ảnh ở đây đó. Còn ví dụ các bạn muốn một cái video thì sao đúng không, ví dụ các bạn muốn video thì các bạn vào đây, sau đó có cái chỗ mà video này này, các bạn bê nó vào đây thôi. Đấy, bê nó vào đây, khi mà các bạn bê vào đây các bạn thấy có cái chỗ xanh xanh thì các bạn thả vào đấy thì nó sẽ nằm đúng ở đấy. Đấy, thả này, đấy thì nó có video ở đây này. Đấy, để làm video ấy thì các bạn như nào? Thì các bạn vào YouTube này, các bạn vào YouTube ấy thì các bạn chỉ cần là ví dụ đây là cái YouTube mình muốn lấy cái ảnh đi, đấy mình muốn lấy nó vào trong cái website của mình đi, thì mình chỉ cần copy cái link này, sau đó mình qua lại cái chỗ mình muốn cho nó vào, sau đó các bạn vào cái chỗ mà nội dung này thì nó sẽ có một cái liên kết đây, các bạn Ctrl A, sau đó xóa cái link này đi, sau đó các bạn nhấn Ctrl V thì nó sẽ cái website của các bạn sẽ cái video của các bạn nó sẽ tự động vào đây. Đó. Thì một số cái thêm, ví dụ như là các bạn thêm một số cái khác, ví dụ như là các bạn thêm Google Maps chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là click vào đây, sau đó cho ví dụ mình cho một cái khung to này. Đấy, mình cho Google Maps chẳng hạn, mình click vào đây. Sau đó mình cho Google Map, cho cái map này vào đây. Đấy, ví dụ là như thế. Thì mình cho vào đây. Sau đó ví dụ mình chỉ cần viết, cho địa chỉ đúng ở đây thì nó sẽ chỉ vào đấy. Ví dụ mình viết là Sapa chẳng hạn. Đấy. Mình viết là Sapa chẳng hạn. Thì ngay lập tức nó sẽ tự trỏ về Sapa. Đấy, cái này rất là hay. Sau đó các bạn có thể phóng to nhỏ này. Đấy, ví dụ cho to hơn một tí. Để nó thấy gần hơn. Thì nó sẽ thấy to như này này. Các bạn có thể di chuột xuống này. Đấy. Thì những cái này là
Đấy, ví dụ các bạn thích thì các bạn có thể cho như thế. Sau đó một số cái khác này, ví dụ như là các bạn muốn có một cái icon đúng không ạ? À, ví dụ như các bạn muốn một cái nút, ví dụ như là chỗ trên này các bạn muốn một cái nút để mà người ta bấm chẳng hạn, thì các bạn vào cái chỗ nút này này, các bạn vào bê nó xuống đấy, thì nó sẽ có một cái nút đây, bấm vào đây chẳng hạn. Đấy, sau đó các bạn muốn cho cái khác chẳng hạn, đấy thì các bạn vào cho, ví dụ như là các bạn cho icon chẳng hạn, các bạn muốn cho cái icon vào đây, các bạn vào cái chỗ icon này thả vào đây chẳng hạn, thì các bạn sẽ có một cái icon. Rồi ví dụ các bạn chọn này, ví dụ mình các bạn chọn cái này chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể search trên này nhé, thì mình chọn tặng cái đây đấy, thì nó sẽ có một cái icon đây đấy. Thì đó là tất cả những cái cơ bản nhất mà Elementor có thể cho các bạn có thể sử dụng hết trong này đấy. Thì đây là những cái biện bản miễn phí nên nó sẽ có cơ bản đây, còn một số cái cơ bản ở dưới này nữa đấy, nó sẽ có một số cái cơ bản dưới này nữa nhé. Thì đây, nhưng mà bình thường cơ bản ấy thì là những cái trên, thì nó mình đã hướng dẫn các bạn đây rồi. Thì ví dụ các bạn thích thì các bạn thiết kế như nào để cho phù hợp với trang website các bạn. Còn bây giờ là mình sẽ xóa hết những cái này. Đấy, mình sẽ xóa hết cái này. Đấy. Alright, thế là những cái mình đã hướng dẫn các bạn sửa cái trang chủ nhé. Tiếp này các bạn nhấn vào cái chỗ cập nhật này, này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ xem này, các bạn nhấn vào cái chỗ dấu tròn này, click để nó load lại. Đấy, thì các bạn thấy không ạ? Thì mình đã sửa này. Đấy, đã sửa này. Đã sửa hết này. Đấy như này này. Vì đầu tiên các bạn thấy chỗ này nó bị cắt đầu. Chỗ này cái bị cắt đầu ấy thì sửa như nào? Đầu tiên các bạn vào cái chỗ Elemental này, các bạn qua lại cái chỗ Elemental, sau đó chỗ này các bạn click vào đây, click vào cái chỗ này, sau đó các bạn vào cái chỗ nâng cao này, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ này, các bạn cho nó xuống, các bạn cho bên trên này, các bạn có thể cho chữ này, bởi vì các bạn cho chữ bên trên đừng có giấu đi cái dưới, ví dụ như là nó đang bị chê mất này. Các bạn có thể cho ví dụ như này nhé. Sau đó các bạn nhấn cập nhật này. Đấy, cập nhật. Ok, khi nhấn cập nhật xong thì các bạn qua lại cái trang vừa nãy, trang chủ này, các bạn nhấn vào cái chỗ reload này, hoặc là các bạn vào chỗ này có cái chỗ mà cái mắt này, các bạn nhấn vào send trước chẳng hạn thì nó vẫn bài ra cái trang này nhé. Đây mình sẽ load lại này. Đấy các bạn thấy không ạ? Nó đã load lại và nó đã thấy cái trang chủ đầu tiên đấy. Ok này, đấy, trang web này cực kỳ đẹp, mình rất là thích luôn đấy. Ok, xem là còn cái gì nữa này. Alright, ok, thế là mình đã hướng dẫn các bạn thiết kế, hướng dẫn các bạn xem trang chủ này. Khi mà các bạn làm xong ấy, các bạn có thể tắt đi này. Bây giờ mình sẽ tắt đi cái này nữa để mình đúng cái này rồi để đỡ loạn. Tiếp theo các bạn vào cái chỗ All Product này, tất cả những cái sản phẩm này. Đấy thì tất cả những cái sản phẩm các bạn nó sẽ có đây là những cái sản phẩm mà có sẵn ở trong cái mặc định này nhé. Đây để khách có thể chọn những theo mức giá phổ biến này. Đấy, thì nó sẽ lót lên những cái phổ biến. Đấy, còn ví dụ khách có thể chọn giá cao giá thấp thì khách có thể vào đấy chọn này. Đây là những cái trang sản phẩm. Ví dụ đây là tất cả những sản phẩm này. Đấy, tiếp theo là các bạn vào cái chỗ About này, click vào chỗ About này. Đấy, thì khi click vào About ấy thì các bạn có thể sửa này. Đấy, click About thì nó có cái chỗ sửa với Elemental này, các bạn click vào đây. Click vào đó này. Đấy, khi click vào đó ấy, thì nó sẽ cho các bạn sửa này. Ví dụ như đây các bạn có thể sửa là About, ví dụ như này các bạn viết là giới thiệu. Giới thiệu chẳng đấy, thì các bạn có thể tùy chỉnh nhá. Ở dưới này thì các bạn có thể sửa một chút về ví dụ như là chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì chẳng, còn we are your favorite online shop này, đấy có thể viết là chúng tôi cung cấp những sản phẩm tốt nhất cho các bạn, chúng tôi cung cấp phẩm cho bạn. Đấy, ví dụ như là
chúng tôi cũng có sản phẩm uy tín. Thứ nhất là các bạn có thể miêu tả thêm là uy tín như nào, chất lượng ra sao gì đấy thì các bạn có thể mô tả như thế. Ở dưới này thì các bạn có thể cho thêm này, ví dụ như là các bạn có thể cho thêm về mục đích này, tương lai này, sau đó mô tả thêm này, các bạn là ai này, tại sao các bạn lại cung cấp được những cái sản phẩm tốt cho khách hàng này, các bạn có thể vào để sửa nhé. Ok, thế thì ví dụ như là các bạn muốn xóa, muốn sửa thêm thì như nào đúng không ạ? Đấy, ví dụ như đây, ví dụ các bạn không thích cái này chẳng hạn, các bạn muốn xóa đi chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần vào cái chỗ này, click vào cái chỗ dấu xóa này thôi, click vào cái chỗ dấu x này thì nó sẽ tự động xóa. Đấy, thì nó sẽ xóa đi. Đấy, thì ví dụ mình không muốn xóa thì mình nhấn Ctrl Z thì nó qua lại. Đấy, ví dụ chỗ này các bạn muốn sửa là nhóm của chúng tôi chẳng hạn. Đấy, các bạn sửa là nhóm, các bạn sửa là nhóm của chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi. Đấy, các bạn sửa là nhóm của chúng tôi. Sau đó hình ảnh này các bạn click vào đây, sau đó các bạn sửa bên này thôi. Các bạn chọn đúng cái hình mà các bạn muốn, ví dụ các bạn unlock lên đấy, thì ví dụ các bạn unlock lên đây thì các bạn chọn này, chèn này. Đấy, sau đó các bạn vào đây chọn tiếp này, chọn ông này chẳng hạn, ví dụ này thì chèn này. Sau đó ví dụ các bạn chọn tiếp này, ví dụ như là các bạn chọn ông này chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn. Còn của các bạn thì tất nhiên là các bạn phải unlock mới nhé. Đấy, ví dụ là mình sẽ chọn như này chẳng hạn. Đó, sau đó ở dưới này thì các bạn có thể sửa này, đấy, hoặc là các bạn có thể xóa đi. Ví dụ các bạn sửa này thì các bạn có thể sửa là mình ví dụ các bạn sửa là chất lượng, chất lượng và giá cả tốt nhất. Đấy, ví dụ các bạn sửa là như thế, sau đó các bạn nói thêm này. Đấy, nói thêm ra này. Hoặc là ví dụ các bạn không lấy chẳng hạn thì các bạn có thể xóa đi nhé. Đấy, ví dụ dưới này này, ví dụ là có rất nhiều cái, ví dụ như là ở dưới này là một cái nào đó mình không thích chẳng hạn, ví dụ như mình không lấy cái đầu tiên chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần vào đây, các bạn vào chỗ này, các bạn nhấn chuột phải, sau đó nhấn cái chỗ xóa này thì nó bị xóa đi một cái, thì nó chỉ còn lại ba cái thôi. Thì các bạn vào đây, sau đó các bạn sửa, ví dụ như là các bạn nói là sản phẩm tốt chẳng hạn, sản phẩm chất lượng chẳng hạn, chất lượng đây, sản phẩm chất lượng này. Sau đó các bạn có thể như là ship hàng toàn quốc, ví dụ là như thế, ship hàng toàn quốc này. Giá cả hợp lý chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể cho như thế, sau đó các bạn có thể sửa dưới này tùy các bạn. Đấy, đây là mình ví dụ thôi. Còn đây ví dụ như là các bạn không thích một cái nào đó chẳng hạn, ví dụ như là các bạn không thích cái này đúng không ạ, thì các bạn thấy ấy, thì các bạn giật cho chuột vào đây ấy, thì cái này là cái bo toàn bộ cái ở dưới này, bạn thấy không ạ, thì cái này là hai thằng con ở trong cái thằng này. Ví dụ các bạn muốn xóa tất cả cái này ấy, thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ dấu ít này, chuột phải, sau đó nhấn vào cái chỗ xóa, hoặc là chỉ cần click vào cái dấu ít này, đấy, thì cái này sẽ xóa, nó còn lại những cái này thôi. Đấy, khi các bạn thấy ok rồi, các bạn thấy thích rồi thì các bạn nhấn vào cập nhật. Đấy, thì nó cập nhật lên. Còn ví dụ các bạn muốn thêm một cái gì đó thì như nào đúng không ạ? Đấy, ví dụ các bạn muốn thêm ấy thì các bạn nhấn vào cái chỗ dấu cộng này. Sau đó ở đây có rất là nhiều cột, ví dụ như có 3 cột, các bạn muốn thiết kế một cái gì đó có 3 cột thì các bạn chọn 3 cột. Các bạn muốn thiết kế có 4 cột thì các bạn chọn 4 cột. Ví dụ như mình thiết kế 2 cột chẳng hạn. Sau đó ví dụ như cái cột đầu tiên mình cần là một cái chữ, mình viết chữ chẳng hạn đúng không ạ? Các bạn đây có cái chữ heading này, các bạn bê chữ vào đây này. Sau đó ví dụ như các bạn thêm, các bạn viết cái gì đó vào đây, các bạn sẽ viết một cái gì đó ở đây, ví dụ như là đảm bảo chất lượng
ví dụ đảm bảo chất lượng gì đó, sau đó các bạn cho thêm cái chữ nhỏ dưới này chẳng hạn, thì các bạn vào cái chỗ này chỉnh sửa này văn bản này đấy, thì cho nó có cái chữ nhỏ đây, sau đó các bạn ví dụ các bạn muốn đây là có một cái hình ảnh đúng không ạ, thì các bạn vào cái chỗ này có chỗ hình ảnh các bạn bê vào đây đấy, thì nó sẽ có hình ảnh vào đây, sau đó các bạn nhấn vào đây, các bạn chọn một cái hình nào đó đấy, thì ví dụ như là sản phẩm chất lượng ra, ví dụ các bạn chọn cái này chẳng hạn, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ trên này đấy, thì nó sẽ có một cái hình đây đấy. Còn ví dụ các bạn muốn cho hình, các bạn muốn cho video đúng không ạ, thì các bạn nhấn vào ví dụ như là các bạn muốn cho một cái video vào cái mới chẳng hạn, thì các bạn vào cái chỗ này click vào đây, sau ví dụ các bạn cho một cái video to vào đây thì các bạn nhấn vào cái chỗ dấu này, sau đó các bạn vào cái chỗ video này, các bạn bê nó ra đây đấy, thì nó sẽ có một cái video, sau đó các bạn vào YouTube. Đấy, các bạn vào YouTube, sau đó các bạn chỉ cần các bạn chọn một cái video mà phù hợp với cái ngành các bạn đang kinh doanh. Đây là mình sẽ chọn một cái kênh YouTube bất kỳ, ví dụ cái này. Sau mình các bạn chỉ cần copy thôi nhá, copy cái link này này. Các bạn nhấn copy, sau đó các bạn quay lại cái chỗ này. Các bạn click vào cái này. Sau đó các bạn vào cái chỗ mà nội dung này, thì chỗ này. Thì chỗ này mình tắt video đi. Đấy, ví dụ các bạn thấy cái chỗ này có cái chỗ link ấy, thì các bạn chỉ cần nhấn Ctrl A, sau đó nhấn Ctrl A, sau đó nhấn xóa hết đi, sau đó các bạn nhấn Ctrl V, thì ngay lập tức nó sẽ có một cái video mà các bạn muốn để chỗ này, nó tự nó có ở đây. Đấy. Thì đó là cho video và cho chữ tên rồi các kiểu nhé. Khi các bạn thấy ok rồi, các bạn nhấn vào cập nhật này. Đấy, nhấn vào cập nhật này. Ok, sau đó các bạn nhấn vào xem này, xem trước này. Mình tắt cái này đi. Ok, khi các bạn thấy ok rồi, các bạn thấy không ạ? Mình có giới thiệu này. Rồi có thêm dưới này. Thì ok nha, trang này ok. Sau đó ví dụ các bạn vào contact này. Vào contact thì các bạn muốn sửa chẳng hạn, thì các bạn vào cái chỗ sửa với Elemental này, click vào đây. Đấy, khi các bạn click vào đây thì các bạn lại sửa tương tự như cái trang chủ ban đầu. Ví dụ như là liên hệ, sau đó ở dưới này các bạn có thể là cái gì đó. Đấy, ví dụ như chúng tôi làm việc thứ hai đến thứ bảy chẳng hạn, ví dụ chúng tôi làm việc đến thứ hai đến thứ bảy đấy, thì ở dưới này các bạn cho cái địa chỉ các bạn ở này, ví dụ như địa chỉ đây là cái gì đó, thì các bạn cho địa chỉ vào đây đấy, ví dụ các bạn cho email này, các bạn cho cái email của các bạn vào đây này, sau đó các bạn cho số điện thoại vào đây thôi đấy. Còn ví dụ các bạn muốn thêm một cái gì đó, ví dụ các bạn thêm Facebook đúng không ạ? Các bạn thêm thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ thêm mục này này. Sau đó các bạn chỉ cần vào đây. Đầu tiên ấy thì các bạn viết là Facebook chẳng hạn. Ví dụ Facebook chẳng hạn. Sau đó còn ví dụ như là xin đấy, ví dụ là như thế. Sau đó các bạn muốn cho cái icon này là Facebook đúng không ạ? Các bạn nhấn vào cái chỗ icon này. Sau đó các bạn search cho Facebook thì nó sẽ có Facebook đây. Các bạn nhấn vào insert này. Đấy thì nó sẽ có Facebook đây. Đó thì rất là dễ. Đấy những cái này thì các bạn vẫn có thể cho này, ví dụ như là ví dụ như hỏi bất chúng tôi bất kỳ câu hỏi nào. Đấy, ví dụ là như thế. Đấy thì nó sẽ ra đây, nó sẽ gửi email ra các bạn. Khi các bạn thấy ok rồi. Khi các bạn cảm thấy ok rồi, các bạn nhấn vào cập nhật này. Đấy, sau khi cập nhật xong thì ok các bạn nhấn vào cái chỗ mắt này, xem trước này. Đấy thì các bạn xem trước. Sau cái phần account này thì
Cái này là những cái tài khoản các bạn thôi, ví dụ My Account này. Vào cái chỗ My Account này thì nó sẽ là có cái số tài khoản, có cái tài khoản các bạn, thì cái này là cái phần mà quản lý, cái phần này cái phần quản lý đơn hàng hay là quản lý khách hàng khi mua hàng thôi. Đó, thì ok, đây là mình đã hướng dẫn các bạn tạo cơ bản ra những cái trang sử cơ bản nhé. Nhìn chung là nó sửa thì nó sửa như nhau cả. Ok, vậy là cơ bản là mình đã hướng dẫn các bạn tạo hết tất cả các trang rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà các bạn chuyển những cái từ ngữ trên này thành tiếng Việt nhé. Để chuyển những cái menu này thành tiếng Việt thì các bạn làm như sau. Các bạn vào cái chỗ này, các bạn vào cái chỗ mà bản tin này, các bạn nhấn vào bản tin. Sau đó các bạn di chuột xuống ở dưới này có cái chỗ mà giao diện này, các bạn sau đó các bạn thấy cái chỗ này có menu, các bạn click vào đây. Thì khi click vào đây thì nó sẽ đưa các bạn đến cái trang này. Thì đầu tiên các bạn vào chỗ này, các bạn để mình mở cái website, các bạn thấy này. Đấy, thì đầu tiên các bạn thấy này, mình có home này, all product này, about này, contact này, account này. Sau các bạn thấy này, home này, about này, contact account này. Đấy, thì home ấy, trang đầu tiên ấy, các bạn home ấy thì các bạn sửa cho nó là trang chủ. Trang chủ. Đấy, thì cái này sẽ xuất hiện ra trang chủ. Sau đó các bạn thấy ok rồi thì các bạn đóng nó đi. Đấy, click vào đây đóng nó đi. Sau đó ví dụ như là ở đây là all product chẳng hạn, thì các bạn sửa là cửa hàng chẳng hạn, ví dụ như thế. Cửa hàng. Đấy. Cửa hàng. Ví dụ các bạn sửa là cửa hàng chẳng hạn. Đấy, sau khi ok rồi các bạn sorry, sau đó ví dụ như chỗ này các bạn sửa là giới thiệu. Giới thiệu này. Khi ok rồi, đóng nó lại. Sau đó vào cái chỗ contact này, cho là liên hệ. Liên hệ chẳng hạn. Các bạn nhưng mà liên hệ chẳng hạn đấy. Sau đó ví dụ như là account này các bạn cho là tài khoản, tài khoản chẳng hạn. Ok rồi, sau đó ở đây có chỗ My Account, các bạn thấy chỗ này này nó bị thụt xuống một lần này, nó bị thụt xuống cả cái này dài hơn, thì có nghĩa là khi mình thụt xuống ấy thì nó sẽ nằm dưới này. Đấy, các bạn thấy không? Account sau đó khi di chuột cho chuột vào đây thì nó sẽ có hai cái ở dưới này, thì đó chính là vào đây do cho hai cái ở dưới này. Đấy, thì các bạn vào đây sửa tiếp này, ví dụ như các bạn sửa là tài tôi. Đấy, tài khoản của tôi mát này, sau đó sửa thêm cái icon này này. Thì các bạn sửa là giỏ hàng. Giỏ hàng. Đấy, sửa là giỏ hàng chẳng hạn. Ok. Đấy, khi các bạn sửa hết được ok rồi thì các bạn nhấn vào lưu menu này. Đấy, lưu menu. Khi lưu menu các bạn vào đây các bạn nhấn chuột phải này, sau đó cái chỗ relax hay là gọi là tải lại ấy, các bạn click vào đó thì nó sẽ load lại. Ok, các bạn thấy không ạ? Có trang trang chủ này, cửa hàng này, giới thiệu liên hệ, tài khoản của tôi, giỏ hàng này. Đấy. Thì nó sẽ như này. Ví dụ như là các bạn muốn chuyển một cái giỏ hàng này lên trên này thì sao đúng không ạ? Đấy thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần bê nó lên. Đấy, bê nó lên một bậc thì nó sẽ ra ngoài này. Ví dụ các bạn lưu này. Đấy, bê nó lên một bậc nhé, các bạn chuột phải này, reload này. Đấy. Thì các bạn thấy không? Giỏ hàng ngay lập tức nó sẽ nằm đây. Đấy, thì rất đơn giản. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần bê nó lên một chút là được. Ở những cái khác các bạn vẫn có thể làm tương tự như thế. Sau đó các bạn nhấn lưu menu này. Ok. Ok, thế là mình đã hướng dẫn các bạn sửa xong cái này rồi nha. Ok, để bắt đầu trước khi vào sửa cái sản phẩm ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là sửa những cái trang menu và tạo logo cho cái trang website các bạn nhé. Ví dụ này, ví dụ các bạn sửa cái trên này đúng không ạ, sửa cái này là gọi là menu, cái header, thì các bạn vào cái chỗ mà tùy biến này, click vào chỗ tùy biến.
Ok, khi click vào tùy biến ấy thì các bạn vào cái chỗ mà header này thì các bạn nhấn vào cái chỗ size add này. Đấy thì chỗ này là cái chỗ logo cho logo ở đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo logo như sau. Các bạn vào cái chỗ trang web này, các bạn vào cái chỗ mà free, các bạn viết là free logo. Đấy, các bạn chỉ cần viết như thế trên Google thì các bạn di chuột xuống, các bạn thấy cái website có tên là Free Logo Design này, các bạn click vào đây. Click vào đó. Sau khi click vào đây thì các bạn chỗ này ấy, thì các bạn chỉ cần cho tên của các bạn, ví dụ như là đấy, ví dụ mình viết như thế, sau đó mình sẽ chọn là một cái gì đó, ví dụ như là mình sẽ chọn là, các bạn có thể chọn là ví dụ như của mình là cửa hàng chẳng hạn, thì mình sẽ chọn là shop hoặc là cái gì đó nha. Special photographer travel hotel spot. Đấy, có rất là nhiều chủ đề các bạn có thể chọn. Đây mình ví dụ mình sẽ chọn all category nhé, mình sẽ chọn tất cả nhé. Thì mình sẽ vào shop này. Đấy thì nó sẽ bay ra cái trang này. Khi nó bay ra trang này thì có rất là nhiều logo các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như là mình thích, mình sẽ chọn một cái logo bất kỳ cho nó nhanh nhé. Ví dụ như là về shop thì ví dụ mình thích cái, ví dụ mình thích cái này đi. Sau đó mình click vào, sau đó mình nhấn vào add này. Đấy, sau khi mình add vào đây rồi thì nó sẽ như này. Sau đó mình chỉ cần sửa tên này. Đấy, click vào đây. Sau đó các bạn vào cái chỗ này này, sửa tên đi chỗ này. Dạ. Copy. Đấy. Các bạn sửa tên này, ở trên này thì các bạn có thể sửa này. Các bạn có thể sửa cho màu chữ các thứ. Đây là mình ví dụ như là click vào đây nhé. Sau đó mình sẽ cho chữ của nó là cái màu gì đó, ví dụ như mình thích màu hơi cam cam chẳng hạn, màu cam này. Đấy. Thì tất cả nó sẽ có màu cam nhé. Mình ví dụ là như thế. Các bạn có thể sửa nhé, các bạn sửa từng cái nha, sửa từng cái màu chữ nó sẽ khác nhau. Đấy, ví dụ các bạn có thể cho màu chữ nó khác nhau hoặc là gì đấy, hoặc là các bạn không thích cái này thì các bạn xóa đi. Đấy, các bạn có thể xóa đi tất cả này. Đấy, các bạn xóa đi chuột phải này, có chỗ delete này, yes này, xóa đi tất cả này. Sau đó các bạn search cái khác, ví dụ các bạn search, các bạn add thêm cái shape, à các bạn add thêm logo này, add thêm icon này, các bạn click vào cái chỗ icon này, các bạn search cho mình là shop chẳng hạn. Enter. Mình ví dụ thôi nhé. Ví dụ như mình sẽ cho chọn cái này chẳng hạn, sau đó mình nhấn vào app. Ấy thì nó sẽ làm đây. Đó mình sẽ cho vào đây chẳng hạn. Thì đây là mình sẽ cho, mình ví dụ là như này. Sau đó cái chữ này mình cũng có thể sửa này. Sửa màu cho cái chữ này mình cảm thấy là copy, có thể copy shop. Đấy, mình cho shop nữa, các bạn nhớ vào đây, nhấn vào đây. Sau đó WK nó sẽ nhầm thành hai cái. Sau đó mình thêm ba cái rồi. Xóa một cái đi. Xóa đi một cái đi, mình cho cái này, sau đó mình viết cái này là shop. Bởi vì mình làm shop vào đúng không ạ? Đấy, ví dụ copy shop. Cho nó này lên trên này. Cho nó này xuống dưới này. Cho nó nhỏ lại. Thằng dưới thì cho nó nhỏ thôi, thằng trên nó to. Ví dụ là như thế, sau đó ví dụ cho mình cho màu này. Cho màu, ví dụ như là mình cho màu màu hơi cam để giống như cái kia. Còn cái shop này mình sẽ cho màu là màu xanh chẳng mình là màu xanh. Okay. Ví dụ là như thế này chẳng hạn. Sau đó ví dụ các bạn có thể cho cái này là màu hết nhé. Ví dụ các bạn vào đây cho nó màu gì đó đấy, các bạn có thể cho màu gì đó, nhưng mình thích màu đen, mình cho màu đen. Khi mà các bạn thấy ok rồi thì các bạn vào cái chỗ này save này, đấy, click vào đó, sau đó nó sẽ load ra thì nó yêu cầu các bạn phải đăng nhập bằng email, các bạn phải có email thì các bạn mới tải được về. Ok, khi vào đây ấy, thì các bạn vào cái chỗ mà free download này này. Hoặc là các bạn muốn sửa thì click vào đây. Thì các bạn nhấn vào chỗ download này, sau đó các bạn cho tên này, sau đó cho email của các bạn này. Đấy, sau đó các bạn nhấn enter này.
Thì nó đã gửi, nó bảo là you receive email, các bạn vào kiểm tra email này. Sau đó các bạn nhấn đăng nhập. Bạn nào đã vào đăng nhập thì nó sẽ có đăng nhập, còn chưa thì nó sẽ không thông báo đấy nhé. Mình đã lưu hết tất cả vào đây, mình chỉ cần vào đây đăng nhập là được. Đấy, mình nhấn next này. Đấy, mình đăng nhập để mình lấy cái logo này, bởi vì nó gửi ra cái email của mình. Đấy, thì các bạn vào đây. Các bạn thấy chỗ này này, your logo is ready này, click vào đây này. Sau đó các bạn vào cái chỗ mà download này, click vào đây này. Đấy. Thì các bạn click vào đây thì nó sẽ tự động mà download cái logo đó về. Đấy, thì nó sẽ tự động, nó đang load này. Đấy, nó đang bắt đầu load load, nó tải về. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì nó đã load tải về. Đấy, sau đó các bạn chọn đúng cái nơi mà các bạn muốn này. Ví dụ như mình sẽ cho ở dưới này nè, đây. Vào đây, to be channel, ok. Các bạn nhấn save này. Các bạn nhấn lưu này. Ok, thế là đấy, các bạn đã có logo nhé. Sau khi có logo rồi, các bạn tạo thêm một cái icon bé bé. Các bạn vào edit này. À, thực ra mình thôi, cái này mình không cần tạo nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Đấy, ví dụ mình xóa hết những cái này mình không cần nữa, xóa hết. Sau mình vào qua lại chỗ này, các bạn thấy cái chỗ này có cái chỗ logo ấy, thì các bạn nhấn vào cái chỗ mà xóa này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ mà chọn logo, click vào đây. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ tập tin này, các bạn nhấn chỗ chọn tập tin này. Đấy, thì các bạn vào đúng, tìm đúng cái file mà các bạn vừa nãy các bạn tải về. Vậy là mình cho vào đây. Đó. Mình cho vào đây. Sau đó thì các bạn vào lại này, ở đây này. Mình vào cái chỗ YouTube này. Sau mình vào Xin Giang Channel đây. Đấy, thì vừa nãy mình tải về để xem nào, ở đây. Các bạn nhấn vào Open thôi. Đấy, thì các bạn nhấn Open ấy thì nó sẽ bay vào trong này. Sau đó các bạn nhớ là phải sửa cái tên này ấy. Đấy, ví dụ mình sửa cái tên là ra. Đấy, cửa hàng của bạn như nào thì các bạn có thể sửa như thế, hoặc là sửa cái từ nào mà tốt cho SEO. Các bạn nhấn copy, sau các bạn cho nó lên trên này. Các bạn nhấn chọn. Đấy, thì nó sẽ bảo, nó yêu cầu là có cắt không, thì các bạn có thể chỉnh sửa một chút cho nó cắt thêm một tí chẳng. Khi mà ok rồi các bạn nhấn vào cắt ảnh này. Ok, các bạn thấy không ạ? Đã có ảnh shop trên này rồi nhé. Tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho cái icon này. Các bạn thấy là mặt định của nó là sẽ có một cái nó sẽ có logo của WordPress đây. Thì các bạn vào sửa ở đây ấy, thì các bạn chỉ cần vào chỗ này thôi. Chọn ảnh này. Đấy. Bình thường các bạn phải tạo một cái icon riêng nhé, còn đây là mình dùng cái này luôn. Mình click vào đây này. Mình nhấn vào chọn ảnh này. À, cái này chọn ảnh à, mình cái này là mình xóa cái này đi. Đây là cái dưới này. Đấy, cái này là cái hai cái logo những cái version khác nhau, là cái dưới này, cái icon này nhé. Các bạn vào chỗ size icon này, các bạn chọn chỗ chọn biểu tượng size này. Sau đó các bạn nhấn vào click vào cái size này, các bạn nhấn vào cái chỗ chọn này. Đấy, khi ra đây rồi các bạn cắt đúng cái logo này cho mình. Các bạn vào cái chỗ mà các bạn có thể chọn luôn cái logo này nhé. Còn bạn nào thiết kế được thì bạn nào có thể tự thiết kế. Các bạn có thể theo dõi video của mình đã có một số cái video hướng dẫn thiết kế logo đấy. Các bạn có thể vào đó để học. Mình nhấn vào cắt ảnh này. Đấy, thì các bạn thấy không ạ? Cái trên này đã mất mà đã có cái logo của mình ở trên này rồi nhé. Đấy, nó đã có ở trên này. Sau đó các bạn nhấn vào đăng. Đấy, thì nó sẽ có rồi. Sau khi ok rồi các bạn nhấn qua lại này. Đấy, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ Primary Header này. Đấy, thì cái chỗ này là cái chỗ mà chỉnh sửa cái thanh trên này. Ví dụ các bạn muốn cho logo vào giữa thì nó sẽ vào giữa này. Các bạn thấy không ạ? Nó sẽ vào giữa này. Để cho bên trái này, cho bên phải này, nó sẽ ở bên phải này. Đấy, mình là mình cho bên trái chẳng, thì mình sẽ để nguyên như này. Đấy. Còn đấy, đấy là các bạn chỉnh sửa trên này. Đó, mình qua lại này. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ Transparency này, header này. Sau các bạn di chuột xuống có chỗ background này thì các bạn click vào đây. Thì click vào đây thì background là cái background ngoài này này. Các bạn nhấn vào chọn màu, ví dụ các bạn nhấn là chọn màu yêu thích các bạn chẳng. Thì ví dụ là như thế thì nó sẽ có màu nó khác nhau.
Ví dụ như là mình các bạn chọn là màu ví dụ mình chọn màu này chả nhà mình ví dụ thôi. Đấy. Ví dụ là như thế. Đấy, thì các bạn có thể chọn màu này. Đấy. Sau đó ở chỗ title này, title thì chính là những cái chữ 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 của những cái chữ này đấy, nhưng mà đây là mình không có chữ, mình cho logo rồi nên nó không xuất hiện gì, thì mình sẽ bỏ qua cái này. Tiếp theo là cái chữ menu này. Đấy, chữ menu này, màu của menu này, ví dụ như là các bạn cho màu khác đi. Đấy, ví dụ như là các bạn cho cái màu đỏ chẳng hạn, thì tất cả nó sẽ đỏ, màu đen chẳng hạn, tất cả nó sẽ đen. Sau đó ví dụ các bạn cho màu trắng chẳng hạn, thì tất cả nó sẽ trắng. Ví dụ là như thế nhé. Sau đó các bạn vào lại menu này. Các bạn muốn khi mà các bạn di chuột vào đây nó sẽ có màu khác, thì là chính là cái mà hover over này, click vào đây thì nó sẽ có màu đỏ chẳng hạn. Thì các bạn cho ví dụ như là các bạn cho màu bạn cho màu hồng chẳng hạn, thì nó sẽ có màu hồng đây. Đấy, đây là ví dụ nhé. Đấy, thì ví dụ như thế. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ normal này. Ví dụ các bạn muốn cho cái thanh này là cái màu khác chẳng hạn, thì các bạn nhấn vào cái chỗ background này. Đấy, các bạn chọn là màu ví dụ màu này, thì nó sẽ có, nó sẽ body màu ở đây nó sẽ có như này. Đấy. Còn xem nào, khi mà ok rồi các bạn nhấn vào đây. Cái chỗ các bạn vào lại, các bạn vào cái chỗ sub menu này, click vào sub menu này thì nó có cái link này, có cái link ấy thì nó sẽ có màu đỏ này. Sub menu này, đầu tiên ấy mình muốn các bạn là cho background này. Các bạn cho background là màu này nữa đi. Các bạn vào đây nó sẽ có màu như này đúng không ạ? Đấy, nó sẽ có màu như này. Sau đó các bạn sẽ chọn là link. Link là gì? Khi các bạn vào đây thì nó sẽ có link ấy. Ví dụ như là mình muốn là di chuột, vì di chuột vào thì nó sẽ có màu hồng đấy chẳng hạn. Click vào đây nó sẽ có cái chỗ hover over. Mình sẽ chọn màu đỏ, nhưng mà màu đỏ thì mình sẽ cho màu hồng đây. Đấy, sau đó ok. Đấy, thì các bạn di chuột vào đây thì nó sẽ có màu hồng đây. Đó. Thì đó chính là cơ bản việc mà các bạn thay đổi màu trên này nhé. Còn đây là mình sẽ không lưu. Đấy, để đây là mình làm ví dụ thôi. Đấy, các bạn có thể chọn ở dưới này có thể có cái số cái màu khác. Đấy, thì cơ bản là như này nhé. Sau khi xong rồi thì các bạn nhấn đăng nhé. Các bạn nhấn vào cái chỗ đăng này là được. Còn đây là mình sẽ không lưu nữa, bởi vì mình muốn default như cũ. Mình nhấn vào tắt này, khi mình tắt này các bạn nhấn ok này. Đấy. Còn các bạn nhấn là nhớ là nhấn đăng nhé. Ok, của trang của mình là chưa thay đổi bởi vì mình không lưu. Thì ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cái sản phẩm đầu tiên để các bạn có thể bán hàng nhé. Các bạn vào cái chỗ mà bản tin này này, click vào chỗ bản tin để mình tắt cái này đi. Sau khi vào đây các bạn vào cái chỗ mà sản phẩm này, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ thêm mới. Khi vào thêm mới ấy, thì đây là cái tiêu đề sản phẩm của các bạn. Ví dụ như là các bạn là áo thời trang nam. Đấy, ví dụ các bạn biết là áo thời trang nam thôi. Áo thời trang nam, ví dụ như thế. Chỗ này ấy, thì chỗ này nó sẽ là cái này sẽ là cái miêu tả dài nhé. Cái này sẽ là miêu tả dài. Miêu tả dài là gì? Các bạn vào cái chỗ là Lazada, các bạn vào Lazada này. Lazada. Đấy, các bạn vào cửa hàng của Lazada này. Đấy, các bạn vào cửa hàng của Lazada này. Các bạn vào một cái sản phẩm bất kỳ, ví dụ như mình vào cái này. Đấy, khi các bạn vào một cái sản phẩm bất kỳ thì các bạn thấy ạ, thì chỗ này ấy, thì sản miêu tả dài nó sẽ là cái phần nằm dưới này, cái phần nằm dưới này. Còn mô tả ngắn thì nó sẽ là cái phần mà nằm đây. Đấy, còn sản phẩm thì nằm bên này. Mô tả ngắn nó sẽ nằm đây, mô tả dài nằm dưới này. Đấy, thì ví dụ mình mô tả đây, mình chọn là mô tả, mình cho mô tả ngắn nhé. Ví dụ mô tả ngắn thì các bạn có thể viết một cái gì đó chẳng hạn, ví dụ như áo
gửi trang năm mới nhất 2020 cho các bạn trẻ. Ví dụ là như thế. Sau đó các bạn có thể là mình ví dụ nhé, mình ví dụ thì mình sẽ cho nó dài dài chẳng hạn. Đấy, mình cho ra dài. Sau đó ví dụ mình muốn là cho cái hình ảnh vào đây chẳng hạn, thì các bạn cho cái chuột nháy nháy đây, các bạn nhấn vào cái chuột thêm media này, các bạn có thể là chọn cái hình ảnh, ví dụ như là mình sẽ chọn cái hình ảnh này, sau đó mình nhấn vào thêm vào sản phẩm ấy thì nó sẽ có một cái hình ảnh ở đây. Khi mà các bạn có thể cho vào giữa này, các bạn có thể cho vào bên này này. Đấy, ví dụ mình thích như này chẳng, các bạn nhấn enter này, sau đó các bạn viết tiếp chẳng, miêu tả sản phẩm tiếp này. Sau đó các bạn có thể là cho cái này là thể hấp đi, ví dụ các bạn muốn cái này to đúng không ạ, các bạn muốn cái này to thì các bạn vào cái chỗ, các bạn bôi đen nhé. Đầu tiên là các bạn phải bôi đen xong, các bạn vào cái chỗ đoạn này, sau đó cái chỗ tiêu đề 2 này, các bạn cho tiêu đề 2 thì nó sẽ to ra. Sau đó các bạn muốn miêu tả thêm này, ví dụ miêu tả thêm này, sau đó enter này. Sau đó các bạn muốn là viết thêm những cái lợi ích chẳng hạn, thì lợi ích số 1, lợi ích số 2 chẳng hạn, thì các bạn ví dụ như này, đây là lợi ích số 1, ví dụ là cái này là lợi ích số 1, thì các bạn vào cái chỗ này này, có cái chỗ 1, 2, 3 này, khách của đây, thì lập tức nó sẽ là số 1. Sau đó mình nhấn enter xuống thì nó tự động thứ 2. Đấy, sau đó mình enter xuống thì nó tự động bay ra số 3. Đấy, sau đó ví dụ như là mình không thích vào số 1, số 2 nữa, mình không viết nữa thì mình nhấn lại cái chỗ này này, thì cái chuột này bay lại trên này. Ví dụ các bạn muốn viết là một cái gì đó, sau đó các bạn viết là những cái, có những cái miêu tả thêm, những cái ví dụ có gạch đầu dòng, một gạch đồng số 2 chẳng, thì các bạn vào đây, các bạn vào cái chỗ mà danh sách liệt kê này, các bạn click vào đây thì nó sẽ có dấu chấm, sau đó các bạn viết thôi, cứ enter xuống là nó có một cái dấu cộng hay là gọi là dấu chấm ở ngoài. Đấy, đó là những cái viết cơ bản nhất. Sau đó, ví dụ các bạn muốn cho một cái video vào đây thì sao đúng không ạ? Đấy, đầu tiên các bạn muốn xóa cái này, các bạn vào đây. Đấy, cho cái video vào đây thì sao đúng không ạ? Các bạn vào YouTube này. Ví dụ vào YouTube. Đấy, ví dụ các bạn vào YouTube này, sau đó các bạn cho một cái video bất kỳ này. Đấy, ví dụ như là mình cho video bất kỳ bởi vì mình là hướng dẫn cho các bạn thôi. Ví dụ mình cho cái này chẳng hạn. Đấy, cho ví dụ mình cho cái này cho mình. Các bạn chỉ cần copy link nè, các bạn vào chỗ này có cái link trên này, các bạn chuột phải này, copy này. Sau đó các bạn vào cái chỗ mà tắt đi. Đấy. Ví dụ các bạn copy xong cái link này. Đấy, mình làm lại. Copy link, các bạn vào sản phẩm này. Sau đó các bạn cho link vào đây thôi, chuột phải này, paste này. Đấy, thì khi mà link bay vào đây thì nó tự động load những cái mà video nó ra bên này. Đấy, thì đó chính là các bạn cho link. Đấy, xem nào, còn cái gì nữa không? Đấy, nó chỉ... Đấy, mình nghĩ là cũng cơ bản nó chỉ là thế. Đấy, thì đây là mô tả dài. Thì mô tả ngắn thì như nào? Mô tả ngắn thì nó sẽ là cái mà nằm ở đây nhé. Sau đó tiêu đề sau đó nằm dưới đây. Thì ví dụ như là các bạn cho mô tả ngắn này. Sản phẩm uy tín đảm, ví dụ nhà đảm bảo chất lượng chẳng hạn. Đấy, mình ví dụ là như thế. Sau đó thì các bạn vào cái chỗ này, các bạn cho giá này. Đầu tiên ấy, thì các bạn di chuột vào cái chỗ mà dữ liệu sản phẩm này, các bạn vào cái chỗ mà sản phẩm đơn giản này. Thì đầu tiên đơn giản nhất là các bạn chọn một cái sản phẩm đơn giản nhé. Sau đó các bạn chỗ này thì nó sẽ có là giá. Đầu tiên các bạn thấy này, chỗ này là giá không phải là Việt Nam đồng. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn vào chỉnh sửa thành Việt Nam đồng như sau. Đầu tiên ấy, các bạn lưu cái này cho mình trước. Các bạn vào di chuyển ra bên này, có cái chỗ đăng này này. Click vào chỗ đăng này. Sau đó các bạn di chuột ra bên... các bạn vào cái chỗ WooCommerce này này. Các bạn di chuột xuống cái chỗ phần thiết lập này. Click vào đây. Sau khi click vào đó ấy, thì các bạn di chuột xuống tích ở dưới cuối này. Đấy, các bạn di chuột tích ở dưới cuối này. Thì chỗ này ấy, thì tiền tệ thì nó cho đang cho là bảng Anh. Nó tự động cho là bảng Anh. Thì các bạn chỉ cần click vào đây. Sau các bạn chuyển ra Việt Nam đồng. Việt Nam. Đấy. Click vào đây thì nó sẽ tự động chuyển ra Việt Nam đồng. Đấy. Sau các bạn nhấn lưu thay đổi này. Đấy. Khi lưu thay đổi xong, các bạn qua lại cái chỗ sản phẩm này. Các bạn vào cái chỗ sản phẩm. Sau đó các bạn nhấn vào
tất cả sản phẩm này. Sau đó các bạn thấy cái các bạn vừa tạo ấy thì nó nằm đây, thì các bạn nhấn vào cái chỗ mà sửa chỉnh sửa sản phẩm này. Đấy, click vào đây thì nó lại vào đúng cái trang vừa nãy các bạn sửa rồi. Thì các bạn di xuống thì chỗ tiền tệ này, đấy, các bạn thấy các bạn nó tự động nó lại nhảy ra Việt Nam đồng này. Ok, để ví dụ như cái sản phẩm này áo năm này mình bán của nó là 500 nghìn chẳng hạn. 500 nghìn đi. Các bạn nhớ là đừng có cho dấu chấm, dấu phẩy vào đây nhé, cứ viết bình thường thôi. Sau đó ví dụ như cái này là cái giá thường nhé, cái giá thường các bạn bán ấy, còn cái này là dưới này là cái giá mà má giảm giá, ví dụ như là mình giảm giá là chỉ còn là 400 thôi chẳng hạn. Sau đó các bạn có thể click vào đây để lên lịch này, ví dụ như cái giảm giá này ấy, thì nó chỉ có dưới nó chỉ bắt đầu từ ngày 11, sau đó nó kết thúc ngày 24 chẳng hạn. Đấy, thì cái giảm giá này nó chỉ bắt đầu từ ngày này đến ngày này thôi, sau khi hết cái ngày này thì nó sẽ về mặt định, nó sẽ về mặt định cái giá này nhé. Đấy, thì đó là cơ bản nhất về về cái này. Sau các bạn nhấn vào chỗ kiểm kê kho hàng này này, ví dụ kiểm kê kho hàng ấy thì có chỗ này có sản phẩm, mã sản phẩm, thì mỗi một cái sản phẩm thì nó sẽ có một cái mã, nếu mà sản phẩm các bạn có cái mã ấy, thì các bạn có thể cho vào đây. Đấy, ví dụ sản phẩm mình có mã là 00010123 chẳng hạn, ví dụ là như thế. Sau đó, ví dụ quản lý kho hàng, các bạn click vào đây thì quản lý kho hàng là gì? Quản lý kho hàng là nó cho phép các bạn, cho khách biết ở ngoài ấy, là các bạn còn bao nhiêu sản phẩm. Ví dụ sản phẩm các bạn là còn 50 cái chẳng hạn, thì người ta sẽ thấy 5 cái. Sau đó người ta mua 40 cái chẳng hạn, chỉ các bạn người ta mua 5 à 10 cái chẳng hạn, thì nó chỉ còn 40 cái thôi, thì nó sẽ báo ở ngoài trang website các bạn. Ví dụ như đây là các bạn, mình sẽ cho cái sản phẩm này là mình có 50, mình cho 30 nhé. Ví dụ mình cho 30 cái chẳng hạn, thì cho phép đặt hàng trước. Okay. Ngưỡng sắc hết. Ngưỡng sắc hết là gì? Ngưỡng sắc hết là khi mà cái sản phẩm, cái 30 sản phẩm này nó hết đấy, thì nếu mà sắc hết thì nó sẽ báo cho mình thì ngưỡng sắc hết là bao nhiêu. Ví dụ ngưỡng sắc hết của mình là 5 chẳng hạn, thì khi mà nó về người ta mua sản phẩm hết chỉ còn 5 cái sản phẩm, thì website của mình sẽ gửi email thông báo cho mình là sản phẩm này đã sắc hết đấy. Ok, thế là cái là cơ bản này. Thế rồi các bạn nhấn vào chỗ giao hàng này. Đấy, giao hàng thì cái này là mình sẽ nói sao, cái này chỗ sản phẩm này, các nhấn vào cái chỗ các sản phẩm được kết nối này. Đấy, sản phẩm được kết nối là những cái sản phẩm mà có thể là, ví dụ sản phẩm kết nối là những cái sản phẩm mà các bạn có thể bán thêm ấy, ví dụ upsell. Upsell là những bán thêm người ta, ví dụ các bạn bán về sản phẩm cho áo áo thời trang cho nam chẳng, thì các bạn có thể là cho thêm những cái phụ kiện cho nam, hoặc là cho thêm những đôi giày cho nam, hoặc là các bạn có thể cho thêm phụ kiện nữ vào đấy, thì người ta có thể quan tâm đến, người ta có thể mua. Còn bán chéo là gì? Bán chéo hay còn gọi là upsell. Upsell là khi mà các bạn vào đến cái giỏ hàng ấy thì nó sẽ có ở đấy, lát nữa mình sẽ hướng dẫn. Đấy, ví dụ là mình sẽ cho upsell nhé, mình sẽ upsell là ví dụ mình cho một cái chữ bất kỳ, ví dụ như là xem có cái gì không, mình có rất là nhiều cái sản phẩm nhưng mà đây là mình cũng biết là cái tên của nó. Đây, ví dụ như mình chọn N này này thì nó sẽ có những cái này, ví dụ đấy. Đấy, thì đây là những cái sản phẩm mà các bạn tự tạo nhá. Còn đây là ở đây thì là mình có những cái sản phẩm mà nó đã có sẵn ở trong này, thì mình chỉ cần bóc ra thôi. Đấy, ví dụ như thế. Sau đó bán chéo này, ví dụ mình bán chéo, ví dụ mình search một cái từ khóa. Đây là những cái sản phẩm các bạn đã tạo sẵn, sau đó các bạn vào đây các bạn search thì nó mới có nhé. Còn nếu mà các bạn chưa tạo sẵn cái sản phẩm này, các bạn vào đây search là nó sẽ không có nhé. Đấy, mình ví dụ là như thế này. Sau đó thêm một cái nữa đi. Đấy, thì thế này chẳng. Sau đó khi sản phẩm bán chéo ok rồi, các bạn nhấn vào các thuộc tính này. Các thuộc tính này lát nữa mình sẽ hướng dẫn sau nhé. Và mà năm cao thì những ghi chú. Các bạn có thể viết ghi chú là sản phẩm sản phẩm mới nhất. Đây là sản phẩm mới nhất, đây là sản phẩm mới nhất
Ví dụ là như thế, đây là một cái ghi chú cho khách thôi. Đấy, khi các bạn thấy ok rồi, đấy, thì mọi thứ ok rồi, thì các bạn vào cái chỗ mà ảnh sản phẩm này này, các bạn click vào đây, thì các bạn cho ảnh sản phẩm vào đây. Ví dụ như ảnh sản phẩm của mình sẽ là cái, mình sẽ cho cái này ra, sau đó mình nhấn vào thiết lập ảnh này. Đấy, thì đây là cái hình ảnh đầu tiên mà người ta thấy, là cái hình ảnh đầu tiên này này thì người ta thấy. Thì tiếp theo là cái chỗ ở dưới này có cái chỗ album hình ảnh là sản phẩm này, các bạn click vào đây thì các bạn có thể chọn nhiều cái hình ảnh từ đây. Các bạn nhớ là phải giữ chuột control ở trong bàn phím dưới control này, sau đó các bạn click này, bỏ cái này, click click click, các bạn giữ control thì mới click được nhiều cái hình ảnh nhé. Ví dụ như mình chọn cái này, sẽ là đấy, mình ví dụ là như này chẳng, sau đó mình nhấn vào thêm này, ok 1 2 3 4, ok. Khi thêm xong rồi thì các bạn di chuột lên trên này này, các bạn thấy cái chỗ này có cái chỗ gọi là danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm là gì? Ví dụ danh mục sản phẩm các bạn là một danh mục, ví dụ như là tất cả là áo nam chẳng hạn, áo nữ chẳng hạn, thì nó sẽ có danh mục. Ví dụ như các bạn này là các bạn viết là thời, ví dụ mình viết là thời trang năm đấy, thì đây là một cái danh mục cho tất cả những cái thời trang mà mình sẽ bán về thời trang cho năm, thì mình sẽ cho tất cả con vào trong cái những cái danh mục này. Sau các bạn nhấn vào thêm danh mục mới đấy, thì nó sẽ có ở trên này, thì các bạn bỏ trong bỏ cái này đi, thì nó sẽ tích ở thời trang năm này này. Đấy, thì nó sẽ tích trên này. Sau đó các bạn nhấn vào, các bạn di chuột xuống dưới này, có cái chỗ mà từ từ khóa sản phẩm này, thì các bạn ví dụ các bạn đang bán cho thời trang nam chẳng hạn, thì các bạn phải có một cái từ khóa nào đó cho cái đấy. Ví dụ các bạn biết là thời trang nam đấy, mình ví dụ là thời trang nam chẳng hạn, các bạn nhấn vào thêm, sau đó các bạn thêm nhiều cái vào, thêm nhiều cái về thời trang nam, thời trang hoặc cái gì đó, thì các bạn thêm, có thể thêm nhiều cái vào nhé. Right, ok, khi các bạn thấy ok rồi, các bạn thấy mọi thứ là ok rồi, thì các bạn nhấn vào cái chỗ cập nhật này này, click vào cập nhật này, sau đó thì các bạn vào xem cái sản phẩm các bạn, nhấn vào cái chỗ mà xem sản phẩm này, nhấn vào cái bánh ở trên chuột, click vào thì nó sẽ bay ra cái trang mới, thì nó sẽ có là đấy áo sản phẩm đây, nó cái sản phẩm các bạn đây đấy, thì các bạn thấy là áo thời trang nam này, sau đó giá là như này đấy, giá là như này, sản phẩm uy tín này đấy, uy tín này, còn 30 đơn hàng này đấy, thì đây là những cái sản phẩm các bạn đã tạo, nhưng mà đây là chưa có mã cái giảm giá này, các bạn vào xem đây này, đây là nó bị giảm giá của nó là đang bị sao. Các bạn vào cái chỗ chung này, sau đó các bạn thấy này, 500.000 4 giá khuyến mãi chỉ cầm 300, ví dụ 350.000, 350.000, sau đó nó bắt đầu từ ngày, à nó bắt đầu từ ngày này, ví dụ à bởi vì vừa nãy là mình cho nó bắt đầu từ ngày 11, nên bây giờ mình xem là chưa đến ngày 11, tất nhiên là nó sẽ không có giảm giá đây rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển đến là ngày này, ra đến ngày 24 nhé. Sau đó mình nhấn vào lưu này, nhấn vào cập nhật này, sau đó mình nhấn vào xem này, đấy, chuột phải này, nhấn vào chỗ reload này, thì ngay lập tức các bạn thấy không ạ, thì nó đã có giảm giá ở đây. Đấy, giảm giá 500, à 500 giảm giá chỉ còn 350 chẳng hạn. Đấy, sau đó số lượng hàng đây là nó chỉ còn 30 hàng. Sau đó đây khách có thể mua số lượng này, số lượng tối đa là 30 thôi nhá. Khách không thể là mua qua cái mức này được. Mình có cái mã này, sau đó có cái danh mục này, danh mục đây này, từ khóa này. Đấy thì nó sẽ làm đây. Thì áo cái phần mô tả giá ấy, thì nó nằm dưới này này các bạn. Mô tả giá có video rồi hình ảnh rồi mọi thứ thì nó sẽ nằm ở dưới này. Còn mô tả dài là cái chỗ này này, đấy cái chỗ này thì nó sẽ nằm ở dưới này. Đấy. Còn mô tả ngắn ấy thì nó sẽ ở đây, mô tả ngắn là nằm ở dưới, tích ở dưới chỗ này này.
thì nó sẽ nằm ở chỗ này đó. Còn cái chỗ vừa nãy mình hướng dẫn các bạn là cái chỗ mà upsell này, upsell thì nó sẽ nằm ở dưới này này, nó sẽ nằm đây này, có thể bạn thích này, đấy, upsell hai cái này thì có thể khách thích hai cái này. Sau đó cái tiếp theo là cái chỗ gọi là bán chéo, bán chéo này thì nó sẽ nằm ở giỏ hàng. Mình ví dụ này, ví dụ mình mua 30 cái sản phẩm chẳng hạn, mình mua này, đấy, mình ví dụ mình mua cái này, sau đó khi mình đến đây, mình mua đến đây thì mình nhấn vào cái chỗ xem giỏ hàng này. Khi mình đến xem giỏ hàng ấy thì có một cái hàng ở dưới này nữa, có hai cái hàng ở dưới này, thì đó chính là cái này này các bạn, đó chính là cái bán chéo này này. Đó thì bán chéo thì nó sẽ nằm dưới này nhá. Ok, thế là đây là mình hướng dẫn các bạn tạo một cái sản phẩm, gọi là một cái sản phẩm đơn giản. Vậy nếu tạo một cái sản phẩm phức tạp thì sao? Ví dụ như là nó có nhiều biến dạng, ví dụ như là nó có hai cái màu, nó có màu này, sau đó nó có size này, size to, size nhỏ này, nó có màu trắng, màu đỏ, màu đen thì sao ạ, đúng không ạ? Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo sản phẩm như thế. Đầu tiên ấy thì các bạn vẫn dùng, ví dụ các bạn vẫn tạo những cái sản phẩm bình thường như là cái sản phẩm này, nhưng mà ở đây thì các bạn phải chọn khác nhau, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Các bạn vào cái chỗ thêm mới này này, sau đó các bạn đặt tên này, ví dụ mình đặt tên là áo năm mới nhất nhất này, ví dụ mình viết là áo năm mới nhất chẳng hạn. Đây, mình cho cái này là viết hoa nữa đây. Sau đó từ khóa dài này, từ khóa dài thì các bạn có thể cho vào đây nhé, còn từ khóa ngắn mô tả dài các bạn cho vào đây, mô tả ngắn các bạn cho vào dưới này nhé. Thì đây ấy, thì mình vẫn bán như thế. Đây mình bán nó đắt hơn chẳng hạn, mình bán là 600, ví dụ thôi mình bán là 600 đi. Sau đó giảm giá này, giảm giá là mình sẽ giảm giá là 450 nhé. Đấy, mình giảm giá như thế. Sau đó ở trên này này, các bạn vào cái chỗ dữ liệu sản phẩm này, các bạn sản phẩm, các bạn vào click vào cái chỗ này, thì các bạn vào dưới tích ở dưới này, các bạn có cái chỗ mà sản phẩm có biến thể này, click vào đây. Đấy, thì các bạn click vào đây ấy, thì nó sẽ ra một cái sản phẩm như này. Đấy, thì nó sẽ ra cái trang này. Thì các bạn nhấn vào cái chỗ mà mã sản phẩm, thì ví dụ các bạn có một cái mã sản phẩm trang, mình ví dụ 020023 trang, ví dụ cái mã này, sau cho quản lý kho hàng. Ví dụ các bạn cho quản lý kho hàng là ví dụ số lượng hàng đầu trong kho các bạn là còn 30, mình cho là còn 20 đơn hàng trong kho chẳng hạn. Sau số lượng sắp hết là cho là 4 chẳng hạn. Đấy, thì đây là quản lý kho hàng. Các bạn nhấn vào chỗ giao hàng này, thì chỗ này thì có kích thước các kiểu, thì cái này là không cần thiết. Các bạn vào cái chỗ các sản phẩm được sử dụng này, có thể là cái này upsell, downsell thì vừa nãy mình đã nói rồi. Sau cái chỗ cắt thuộc tính này, click vào đây, thì đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo những cái thuộc tính là những cái có biến dạng màu này, rồi những cái size này. Đấy, thì đó như là những cái thuộc tính. Các bạn nhấn vào cái chỗ mà thêm này, nhấn vào chỗ thêm, sau đó các bạn đặt tên cho nó, ví dụ đây là màu chẳng hạn. Đấy, ví dụ chọn màu, ví dụ các bạn nhấn là màu màu xanh gạch, sau đó màu vàng. Đấy, các bạn nhớ là cứ mỗi một cái thì phải có một cái dấu gạch này. Dấu gạch này nằm ở trên cái phần enter, ở trên đầu của phần enter trong bàn phím ấy. Các bạn vào đấy thì có cái dấu gạch này ngang cách nha. Sau đó khi mà các bạn cho màu rồi, màu xanh, màu vàng rồi, thì các bạn nhấn vào cái chỗ dùng cho nhiều biến thể này, sau đó các bạn nhấn vào lưu thuộc tính. Ok, thì nó đã tạo một cái màu trên này rồi. Tiếp theo các bạn tạo thêm một cái nữa. Ví dụ các bạn chọn size chẳng hạn, ví dụ các bạn nhấn vào tên này, sau đó các bạn đặt tên cho mình, ví dụ như là các bạn nhấn là size, ví dụ như thế. Sau đó các bạn có size L này, sau đó gạch size X, size M này, size XL này, ví dụ là như thế nhé. Sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ tích vào cái này, sau đó các bạn nhấn vào lưu thuộc tính này.
Ok, khi lưu thuộc tính rồi thì các bạn vào cái chỗ mở ra này, các bạn thấy không ạ? Chỗ này cứ sai này có màu 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 các thứ thì các bạn nhấn đóng thì nó sẽ đóng. Đóng thì nó sẽ đóng thì nó sẽ đóng lại. Ok, khi mà xong tạo hai cái này rồi, các bạn di chuột xuống cái chỗ cắt biến thể này, click vào đây. Sau đó các bạn vào cái chỗ thêm biến thể. Đây là các bạn phải chọn cái chỗ, các bạn vào đây các bạn phải chọn cái chỗ mà tạo biến thể từ tất cả các thuộc tính này, click vào đây này. Sau đó các bạn nhấn vào đi này. Các bạn nhấn ok này. Ok, khi thêm xong các bạn nhấn ok này. Ok, các bạn thấy không ạ? Màu xanh thì nó lại có L, màu xanh L, màu vàng cũng có L. Đấy, cứ cứ mỗi cái thì nó lại đặt khác nhau nhé. Đấy, thì các bạn vào cái chỗ này này, các bạn vào cái chỗ mở ra này, nó sẽ mở ra hết. Ví dụ mã này, mã sản phẩm, các bạn cho mã sản phẩm này. Sau đó, ví dụ cái này là giá của nó màu xanh là nó sẽ giá từ ví dụ giá cái màu xanh này nó sẽ từ khoảng là 600 đi nhé. Đấy, giá 600. Sau đó mình sẽ chọn ảnh này, mình xem cái này là màu gì. Các bạn thấy này, chỗ màu xanh này, size L này, các bạn chọn này. Ví dụ màu xanh này, sẽ là các bạn nhấn vào thêm này. Đấy, tiếp theo này, cái chỗ này màu xanh này, size M này, size M thì size bé hơn thì mình sẽ cho nó giá thấp hơn chẳng. Sau chỗ nó giá này mình sẽ cho là ví dụ 550 chẳng. Đấy, ví dụ là như thế. Sau đó màu xanh này, size XL này, size to này, mình vẫn cho là như thế. Ví dụ mình cho size to thì nó giá nó vẫn là 600 chẳng. Đấy. Sau ở dưới này màu vàng này, size L này, màu vàng này, size L, mình sẽ size L nó sẽ là 600 nữa. Sau đó ở dưới này thì mình size vàng, màu vàng này mình cho size size bé mình sẽ cho là 550 chẳng hạn. Đấy. Ví dụ size màu vàng, size SL này, size lớn thì mình sẽ cho nó giá nó cao hơn chẳng hạn. Ví dụ mình cho là vẫn là 600 chẳng hạn. Đấy. Đấy thì khi mà các bạn làm xong thì các bạn nhấn vào lưu thay đổi này. Đấy, khi các bạn nhấn lưu thay đổi ấy, thì nó sẽ lưu hết vào đây. Đấy, thì các bạn bên ngoài này thì các bạn có thể cho thêm danh mục này. Ví dụ là thêm danh mục của mình là, ví dụ danh mục đây là áo nam chẳng. Đấy, ví dụ mình áo nam ấy, thằng áo nam này nó sẽ nằm ở trong cái phần thời trang nam này. Cái thời trang nam này là mình vừa mới tạo cái sản phẩm đầu tiên ấy, thì mình sẽ chọn nó cái thằng áo nam này nằm ở là thằng con của thằng thời trang nam này chẳng hạn. Thì các bạn vào cái chỗ danh mục này này, các bạn vào cái chỗ thời trang nam này thì các bạn nhấn vào thêm mục mới này. Khi các bạn nhấn vào thêm mục mới ấy, thì nó sẽ nằm trong cái thằng áo trang này, nó sẽ áo nam này nó sẽ thụt vào một thụt vào sâu một tí. Sau đó cái này ở ngoài ấy, thì các bạn tích vào đây, tích cả hai cái nhá, thì nó sẽ nằm trong này. Đấy, có nghĩa thằng áo nam sẽ là con của thời trang nam ấy. Ok rồi, thì ở dưới này các bạn vẫn làm tương tự như cái bài đầu nhé. Thì khi ok rồi các bạn nhấn vào đăng này. Đấy, khi các bạn nhấn đăng xong thì các bạn nhấn vào cái chỗ mà xem sản phẩm này này. Click vào xem sản phẩm này. Ok, các bạn thấy không ạ? Có màu này, đấy. Sau có size này. Đấy. Nhưng các bạn biết tại sao mình không chưa có cái hình ảnh đây đúng không ạ? Bởi vì mình chưa cho cái hình ảnh. Các bạn quay lại này, các bạn vào cái chỗ sửa sản phẩm này. Đấy, khi vào sửa sản phẩm này thì các bạn nhớ là cho cái hình ảnh vào đây, hình ảnh sản phẩm này, click vào đây này thì nó sẽ vào đây, thì mình sẽ chọn cái sản phẩm nào đó rồi mình nhấn vào thiết lập này. Ok này, sau khi ok rồi các bạn nhấn vào cập nhật này. Sau khi cập nhật xong thì các bạn nhấn vào chỗ xem sản phẩm này. Đấy thì các bạn thấy không, mình đã có cái hình ảnh ở đây. Các bạn có thể chọn chọn nhiều cái hình ảnh vào dưới này giống như vừa nãy mình hướng dẫn các bạn nữa nhé. Đây là mình sẽ chọn một cái hình ảnh là ví dụ đây. Ví dụ các bạn chọn màu xanh chẳng, sau đó các bạn chọn là size L chẳng.
thì giá của nó sẽ là 600 đúng không ạ? Bởi vì ở đây giá nhỏ nhất là 550, giá mà cao nhất sẽ là 600. Thì từ giá này đến giá này thì sản phẩm khác nhau. Ví dụ các bạn chọn màu xanh thì các bạn chọn là xanh M chẳng hạn, thì các bạn nhấn vào xanh, các bạn chọn xanh L chẳng hạn, thì giá của nó lại bay ra 600. Đấy, sau đó các bạn mua thì các bạn chỉ click vào đây là mua là được. Đấy, thì ok, thì đó chính là cơ bản về về tạo những cái sản phẩm cho khách. Các bạn thấy không ạ? Khi mà các bạn vào cửa hàng ấy, thì cái sản phẩm của các bạn vừa tạo ấy, thì nó sẽ nằm trên đầu này. Đấy, các bạn click vào cửa hàng ấy, thì nó sẽ nằm đây này. Đấy, thì đây các bạn có giá khác nhau này. Đấy, thì những cái này, những cái sản phẩm dưới này là vừa nãy mình import, mình đưa nó về nên mình chưa sửa, nên nó sẽ nằm dưới này nhá. Thì các bạn có thể lấy nó, các bạn lấy nó thì các bạn giữ, còn không lấy thì các bạn xóa nó đi, để sửa những cái sản phẩm này thành của các bạn, hoặc là xóa nó đi thì các bạn làm như sau. Các bạn vào cái chỗ này, sau các bạn nhấn vào bản tin này. Sau đó các bạn vào cái chỗ mà sản phẩm này, các bạn vào tất cả sản phẩm này. Sau đó các bạn vào đây. Ví dụ các bạn không thích những cái sản phẩm dưới này chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần chọn sản phẩm vào đây. Ví dụ các bạn không thích cái này, không thích cái này, không thích cái này chẳng hạn, thì các bạn vào chọn hết. Sau đó các bạn vào cái chỗ tác vụ này, các bạn vào cái chỗ mà bỏ vào thùng rác này, các bạn click vào đây. Sau đó các bạn nhấn vào áp dụng là được, thì nó sẽ bỏ vào thùng rác, thì nó sẽ xóa đi. Hoặc là các bạn ví dụ không thích cái này thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái chỗ thùng rác này thì nó sẽ tự xóa. Hoặc là ví dụ các bạn muốn sửa cái này thành của các bạn chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần nhấn vào sửa. Đấy, thì các bạn chỉ cần nhấn vào sửa, thì khi ra đây rồi ấy, thì các bạn chỉ cần sửa cái link này, sửa cái tên này. Đấy, các bạn chỉ cần sửa cái tên này, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ link này này, click cái link, sau đó các bạn sửa đúng cái sản phẩm các bạn vào đây thì nó sẽ sửa. Sau đó các bạn chỉ cần cho tên, cho những cái chữ này, sau đó cho giá này, rồi chỉnh sửa giống như vừa nãy mình hướng dẫn các bạn này. Đấy, thì nó sẽ có trong này. Còn đây mình khuyên là các bạn nên xóa hết tất cả. Các bạn nên xóa hết tất cả, cho tất cả vào thùng rác, sau đó các bạn tạo mới tất cả nhé. Đây là mình hướng dẫn các bạn như thế. Ok, mình sẽ qua lại sản phẩm này. Qua lại này. Vào xem trang này. Đấy, các bạn lui xuống này. Tốt sản phẩm product này. Đấy, thì các bạn không thấy đúng không ạ? Thì đây các bạn không thấy, thì các bạn cần làm một bước như sau. Các bạn vào cái chỗ chỉnh sửa với Elementor, nó đến cái trang này, thì sản phẩm nổi bật của mình không lên ra trang, không lên trang đầu này. Lý do là vì khi các bạn click vào đây thì chỗ này thì nó sẽ chọn một, bởi vì nó chọn mặc định của nó là một cái danh mục của Merch, nên cái sản phẩm nổi bật của mình không cho vào đây thì nó sẽ không xuất hiện đây. Còn đây ấy, ví dụ như các bạn xóa cái merge đi. Đấy, các bạn xóa cái này đi thì một phát cái sản phẩm nổi bật của các bạn nó sẽ lên hàng đầu luôn, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn nhớ là ví dụ các bạn vào không thấy thì các bạn vào đây thì vào xóa cái danh mục của cái merge đi. Đấy, thì mỗi các bạn dùng cái thì khác nhau, thì nó sẽ có những cái sản phẩm chỗ này khác nhau nhé. Nếu mà các bạn không thấy ấy, thì các bạn có thể chọn các bạn xóa đi cái merge, hoặc là xóa đi những cái danh mục của nó là được. Còn đây là cái danh mục của mình là merge nên mình phải xóa merge. Danh mục là gì? Ví dụ có thể là có nhiều bạn là biết là danh mục là gì đúng không ạ? Ví dụ mình vào đây mình sẽ cho các bạn biết này. Ví dụ như là đấy, các bạn vào cái chỗ bản tin này, sau đó các bạn vào cái chỗ sản phẩm này, danh mục đây này, danh mục đây này. Đấy, chỗ này sẽ là danh mục. Sau đó các bạn thấy ạ, must đây này, đây chính là must. Khi người ta chọn must đây thì nó sẽ nằm tất cả đây. Các bạn cho must vào cái chỗ category có hai chấm này thì nó sẽ show tất cả những cái must ở đây. Còn ví dụ như các bạn muốn cho là ví dụ như áo thời trang nam chẳng hạn. Ví dụ như thời trang nam. Rồi ví dụ mình xem này. À đây đây, thời trang nam này, copy. Các bạn nhớ là phải copy đúng cái này nhá. Copy này. Sau các bạn vào đây này. Sau đó các bạn vào cái chỗ này, các bạn đừng có xóa hai cái dấu chấm nhá. Đây là ví dụ thôi nhá.
Ví dụ như là bởi vì danh mục của mình là mình cho hai cái áo này là nó nằm ở trong danh mục thời trang nam, nên khi mình cho vào đây mình sửa cái danh mục này là thời trang nam thì nó sẽ nằm ở đây. Còn nếu mà của các bạn ấy thì các bạn phải tạo cái danh mục, nó một cái danh mục nó khác nhau, đúng không ạ? Tạo danh mục nằm đâu, vừa nãy mình đã hướng dẫn các bạn tạo danh mục ở trong cái sản phẩm rồi đấy, thì đó chính là danh mục của các bạn đấy. Đây mình ví dụ mình vừa nãy mình hướng dẫn các bạn tạo này, có thể là nhiều người vẫn chưa biết, đúng không ạ? Thì danh mục là vừa nãy là tạo đây này, thì các bạn vào phải chọn đúng cái danh mục đó thì nó mới show lên trên này đấy. Còn đây thì mình sẽ không chọn đúng một cái sản phẩm nữa, thì mình sẽ chọn tất cả những cái sản phẩm. Khi mình xóa hết đúng cái danh mục đó thì nó sẽ tự động cho tất cả những cái sản phẩm, bất kỳ cái sản phẩm nào mà chỉ cần mình cho nó là sản phẩm nổi bật, tích vào đó sao thì nó sẽ có ra tất cả bên ngoài này nhé. Đấy, xem nào, ở dưới này sản phẩm được nhiều người yêu thích này. Đấy, đây là những cái sản phẩm được nhiều người yêu thích. Ở đây cũng thế, ví dụ nó bán về shirt thì các bạn có thể là sửa đi. Đấy, để lấy cái code này như thế nào thì các bạn vào cái chỗ mà các bạn vào cái WooCommerce, WooCommerce Shop Code. Đấy, các bạn vào WooCommerce Shop Code, click vào đây thì nó sẽ có nhiều shortcode khác nhau. Ví dụ như các bạn vào chỗ product này này, đấy thì nó sẽ có nhiều shortcode đây. Ví dụ này ví dụ các bạn muốn chọn những cái shortcode này, các bạn nhấn vào chuột phải, các bạn nhấn vào translate to tiếng Việt này, nhấn vào dịch tiếng Việt này. Đây ví dụ như là các mặt hàng bán ngẫu nhiên chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần copy cái shortcode này, sau đó cho vào cái này, click vào đây, sau đó cho vào cái này thì nó sẽ có sản phẩm của các bạn. Nhưng mà tất nhiên là các bạn phải chuyển ra tiếng Anh trước nhé. Sau ví dụ như là đây là sản phẩm nổi bật chẳng hạn, sản phẩm nổi bật thì vừa nãy mình đã hướng dẫn rồi. Đấy. Ví dụ sản phẩm bán chạy ấy, thì đây là sản phẩm bán chạy đây. Nhưng mà trong đó category của nó lại là shirt này. Sau đó mình tìm cái khác, ví dụ như giới hạn sản phẩm của ví dụ như thể loại cụ thể sản phẩm danh mục đây, sản phẩm theo danh mục đây. Đấy, mình sẽ chọn sản phẩm theo danh mục nhá. Ví dụ mình chọn cái này, mình nhấn chuột phải này, mình nhấn vào cái chỗ này này, sau đó mình cho chuyển lại tiếng Việt này, sau đó mình sẽ copy cái này. Mình sẽ copy cái shortcode này, mình copy này, sau đó mình qua lại đây. Ví dụ mình sẽ chọn một cái, đây là đây là sản chỗ này là sản phẩm cụ thể đấy. Ví dụ mình cho vào đây, cho sản phẩm cụ thể vào đây, ví dụ như là đây là mình sẽ cho một cái sản phẩm cụ thể. Ví dụ như là cụ thể đây thì các bạn vào cái chỗ category, cái danh mục ấy, các bạn vào cái chỗ danh mục này này, chỗ mà danh mục này, sau đó các bạn chỉ cần cho một cái danh mục bất kỳ. Ví dụ như là các bạn cho cái danh mục là chưa phân loại các bạn vào cái chỗ must này chẳng hạn, copy cái danh mục này. Các bạn nhớ là đừng có copy cái bên này nhé, copy phải copy cái bên này. Sau đó các bạn vào đây, các bạn cho ví dụ như hoodie ở đây thì các bạn cho là cái must này, các bạn đấy, cho cái must này thì ở dưới này thì nó sẽ không có đấy. Cái shirt, các bạn xóa cái shirt này đi đấy, thì nó lại not in the limited for column. Merch này, xem nào. Chọn cái sản phẩm là áo nam chẳng. Như vào cái shirt, mình chọn cái sản phẩm là shirt chẳng. Shirt.
Đấy, thì khi mình chọn đúng cái sản phẩm của mình ấy, vì mình chọn merch này, chọn shirt thì mình sẽ có những cái sản phẩm nó nằm đây. Đó, thì các bạn có thể vào đây này, các bạn chọn những shop code mà như là các bạn muốn, thì các bạn nhấn vào chuột chuột phải, sau các bạn nhấn vào cái translate này thì nó sẽ giải thích cho các bạn xem là như thế nào nhé. Ok. Ok, còn mình thì mình sẽ không làm, mình sẽ giữ nguyên. Đấy, mình sẽ giữ nguyên này. Khi mình cảm thấy ok rồi, mình nhấn vào cập nhật này. Sau đó mình nhấn vào xem này. Xem trang này. Mở cái tab mới. Ok, các bạn có những cái sản phẩm nổi bật này. Sau đó các bạn thấy đây có những cái sản phẩm mà được nhiều người yêu thích này. Đấy, thì nó sẽ nằm đây này. Ok, cửa hàng này. Cửa hàng các bạn đây này. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn là cài vào cái cài đặt WooCommerce để khi mà người ta chuyển hàng hoặc là giao hàng ấy thì các bạn có thể được nhận là quản lý đơn hàng như thế nào nhé. Các bạn vào cái chỗ mà bản tin này này. Sau đó các bạn nhấn vào chỗ WooCommerce. Sau đó các bạn vào cái chỗ thiết lập này. Thì ở đây thì các bạn phải cho địa chỉ cửa hàng của các bạn. Ví dụ các bạn cho địa chỉ là ví dụ như là đấy, các bạn cho một cái địa chỉ nào đó của các bạn. Đấy, sau đó bưu điện là đấy. Sau đó khu vực đấy, các bạn có thể tất cả những cái này các bạn có thể để nguyên này, các bạn lưu thay đổi này. Đấy, có một số cái ví dụ giao hàng chẳng hạn. Cái chỗ giao hàng này khá là quan trọng nhé. Ví dụ như các bạn muốn là giao hàng đến một khu vực nào đó. Ví dụ như là mình tên vùng này. Ví dụ như là mình sẽ là Giáp Sapa. Sau đó khu vực là Việt Nam nhé. Việt Nam này. Sau đó sẽ có mã zip code. Cho mã zip code. Đấy, thì nó sẽ biết là bao nhiêu tiền nó gửi đến Sapa chẳng. Và nhớ vào thêm phương thức giao hàng này. Sau đó đồng bộ giá này. Tất cả những cái sản phẩm đến đây, các bạn nhấn vào cái chỗ chỉnh sửa này. Các bạn nhấn vào đồng bộ giá, sau đó ví dụ các bạn biết là cho giá là chuyển đây là 30.000 chẳng. Đấy, sau các bạn nhấn vào lưu này. Đấy. Các bạn nhấn vào lưu thay đổi. Thì đây là ví dụ các bạn ở Hà Nội mà các bạn bán sản phẩm lên Sapa ấy, thì giá của nó sẽ là phí vận chuyển nó sẽ là 30.000. Các bạn nhấn vào sửa này. Sau đó ở đây các bạn sửa là phí vận chuyển. Phí vận chuyển. Đấy, phí vận chuyển. Các bạn nhấn vào lưu thay đổi. Ok. Khi lưu thay đổi rồi thì ok nhé. Các bạn có thể là tạo những cái khác, ví dụ đây là mình tạo riêng cho Sapa thì các bạn cũng có thể tạo ví dụ như tỉnh, có rất là nhiều tỉnh thì các bạn tạo phải ví dụ như các bạn phải tạo nhiều tỉnh, ví dụ như ở Hà Nội các bạn tạo tỉnh Lào Cai một cái, tạo tỉnh Hà Giang rồi những cái tỉnh khác, mỗi một cái tỉnh thì các bạn tạo một cái khác nhau thì cái website của mình sẽ tự động tính toán là từ đây đến đây thì là bao tiền phí vận chuyển, bao tiền hay là miễn phí chẳng hạn, thì nó sẽ có giá khác nhau như thế. Thêm một cái nữa thì các bạn vào cái chỗ chỉnh sửa này, ví dụ như là các bạn muốn giao hàng miễn phí chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, mình vào đây ví dụ mình các bạn cho giao hàng miễn phí chẳng hạn, thì các bạn nhấn vào cái chỗ thêm phương thức giao hàng này, click vào đây, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ giao hàng miễn phí thêm giao hàng này, trong đó phải có điều kiện, ví dụ như là điều kiện của nó là tối thiểu số lượng đặt hàng. Tối thiểu số lượng đặt hàng là ít nhất là nó phải ở trên là 500 chẳng thì các bạn mới có thể giao hàng miễn phí chẳng. Đấy, thì các bạn vào đây, sau các bạn nhấn vào lưu thay đổi này. Đấy, mình ví dụ mình tạo một cái làm ví dụ thôi nhá. Thì các bạn có thể tạo những cái khác. Đấy. Thì ví dụ các bạn vào cái sản phẩm này, ví dụ như các bạn vào cái sản phẩm này.
Sau đó vào cửa hàng, các bạn vào cửa hàng. Đấy, ví dụ một khách hàng nào đó vào cửa hàng này, người ta mua cái sản phẩm này chẳng hạn. Không, người ta mua cái sản phẩm nó ấy đi, cái giá thấp hơn đi. Giá người ta mua cái sản phẩm này. Ví dụ như thế. Sau đó ví dụ người ta mua hai cái, sau đó nhấn vào mua. Mua hàng. Sau đó nhấn vào xem rõ hàng. Đấy thì ở đây nó sẽ xuất hiện là nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển. Đấy các bạn nhấn vào cái chỗ này. Sau đó các bạn chọn chỗ này là Việt Nam chẳng hạn. Ví dụ các bạn ở Việt Nam đúng không ạ? Đấy các bạn chọn Việt Nam. Sau đó tỉnh tỉnh Lào Cai chẳng hạn. Thì mình viết Sapa ở đây luôn nhé. Sau đó mã bưu điện của mình. Đấy, sau đó mình cập nhật, mình xem là mình gửi hàng đến Sapa là bao tiền. Thì lập tức nó sẽ báo là phí vận chuyển là 30.000. Trong đó có hai lựa chọn, thứ nhất là giao hàng miễn phí và giao hàng có phí. Bởi vì cái giá của bạn ấy chọn là cái giá nó rất là cao, là 10 triệu đây rồi, thì nó sẽ là giao hàng miễn phí. Nhưng mà khi ví dụ như bạn này chỉ chọn một đơn hàng thôi, các bạn nhấn cập nhật, thì đây ấy, thì vẫn là ở Sapa nhưng mà không có cái lựa chọn thứ hai là giao hàng miễn phí, bởi vì giá ở đây là 350, không đáp ứng cái mà mình tạo đây, là không đáp ứng cái tạo ra là điều kiện của nó là phải 500 thì mình mới giao hàng miễn phí, còn nó chỉ đặt dưới 500 ấy thì sẽ không được giao hàng miễn phí. Đấy thì đó là nó hoạt động như thế. Ok, đấy mình đang hướng dẫn các bạn tạo giao hàng này. Tiếp theo này, các bạn nhấn vào cái chỗ thanh toán, lát nữa mình sẽ nói. Các bạn nhấn vào cái chỗ bảo mật, tài khoản bảo mật này. Đấy, những cái tài khoản bảo mật này, ví dụ như trên này thì các bạn có thể bỏ qua, các bạn xuống này, tài khoản bảo mật này. Các bạn có thể chọn, các bạn đi tạo một cái trang để có chính sách bảo mật nhé. Các bạn tạo cái trang chính sách bảo mật thì các bạn phải viết vào đây. Các bạn tạo thì rất là đơn giản thôi, các bạn vào cái chỗ, các bạn vào đây này, các bạn vào cái chỗ trang này này, sau đó các bạn thêm trang mới thì nó sẽ, sau đó các bạn viết là chính sách bảo mật, sau đó các bạn viết cái gì đó bảo mật cái gì đó thì nó sẽ ở đây. Còn chính sách bảo mật đăng ký tài khoản này, các bạn có thể dịch cái này ra thôi. Đấy cái này nó dịch sẵn rồi. Đấy, các bạn có thể sửa theo ý của bạn này, các bạn vào đây các bạn sửa là được. Sau khi ok rồi các bạn nhấn vào lưu thay đổi. Tiếp theo các bạn nhấn vào email này. Thì email ấy thì nó sẽ gửi, ví dụ như là người ta đơn đặt đơn hàng thì nó sẽ gửi cho các bạn qua email này. Người ta hủy đơn hàng nó sẽ gửi cho email này. Người ta gửi không thành công hay không nó sẽ gửi qua email của các bạn. À, còn tiếp theo là nhấn vào kết hợp này. Cái chỗ kết hợp này thì cái này cũng không quan trọng. Các bạn nhấn tiếp là phần nâng cao. Kể cả cái phần nâng cao này nó cũng không quan trọng mấy đâu. Các bạn vào cái chỗ này rõ hàng này, các bạn phải chọn đúng cái phần mà rõ hàng kho này này. Các bạn vào cái trang thanh toán này, các bạn phải chọn đúng cái phần trang thanh toán này. Đấy. Sau đó tài khoản tôi thì các bạn phải chọn đúng cái tài khoản của tôi. Còn điều khoản điều kiện ấy thì các bạn cũng làm tương tự như vừa nãy mình hướng dẫn là chính sách ấy. Các bạn vào cái chỗ trang này, các bạn vào cái chỗ thêm trang mới thì các bạn sẽ tạo một cái trang chính sách gì đó. Để các bạn vào đây các bạn, sau đó các bạn qua lại cái trang này, các bạn vào click vào đây thì nó sẽ có chính sách trang nói ở đây. Thì các bạn chỉ cần chọn một cái, các bạn chỉ cần chọn là được nha. Ok, sau đó các bạn nhấn lưu thay đổi. Ok. Ok, cơ bản là như thế. Sau đó, ví dụ các bạn vào đây. Alright, thế là mọi thứ đã ok rồi. Đấy, mọi thứ này, đơn hàng này, các bạn vào cái chỗ cửa hàng này. Ví dụ bây giờ mình sẽ vào thử mua hàng chính nhá. Ví dụ như mình sẽ vào cái này, mình sẽ vào một cái new window để mình mua hàng chính luôn. Đấy, mình sẽ vào trong cái tài khoản ẩn danh. Mình sẽ vào tài khoản ẩn danh để mình mua hàng này. Ví dụ như mình mua cái đơn hàng, hai cái đơn hàng này nha. Ví dụ như mình vào đây mình thích cái sản phẩm này, mình mua màu xanh, mình nghĩ là màu vàng, sau đó mình chọn size L,
chọn size M, size SL. Chẳng, ví dụ mình chọn như này, sau đó mình ví dụ mình mua là hai cái sản phẩm, sau đó mình nhấn vào mua. À đây, đây còn cái chỗ mình còn chưa hướng dẫn các bạn. Các bạn vào cái chỗ à, vừa nãy là mình đang bị lỡ một cái, mình đang bị lỡ một cái gọi là các bạn vào lại cái chỗ full comment này, các bạn vào chỗ thiết lập, mình đang bị lỡ cái mà giao hàng này này, các bạn nhấn vào cái chỗ giao hàng này, sau đó à, các bạn nhấn vào cái chỗ thanh toán là cái chỗ thanh toán. Sau đó các bạn đây thì bình thường ấy thì các bạn có thể cho trả bằng PayPal, nhưng mà bởi vì ở Việt Nam ấy thì PayPal không hoạt động và một số cái thanh toán khác nó cũng không hoạt động, thì ở đây ấy, thì mình có hai cái option ở Việt Nam mà nó cực kỳ là phổ biến. Thì thứ nhất thì nó là chuyển qua ngân hàng đấy, các bạn có thể cho nó lên này, bật nó lên. Thứ hai ấy, trả tiền mặt khi nhận hàng, bật nó lên. Thì các bạn có thể vào cài đặt này, chuyển qua ngân hàng ấy, ví dụ như là chuyển qua ngân hàng này, sau đó các bạn hướng dẫn người ta này, hướng dẫn người ta chuyển qua ngân hàng như nào. Các bạn cho tài khoản các bạn, ví dụ tài khoản của mình là dạng sinh chẳng, sau đó mã số tài khoản của mình, tài khoản của ngân hàng của mình ấy, thì các bạn sẽ cho cái gì đó vào đây đấy. Sau đó các bạn cho cái tài khoản các bạn vào đây xong thì các bạn cho tên ngân hàng của mình, các bạn ví dụ ngân hàng của mình là ngân hàng quân đội chẳng hạn, các bạn cho là ngân hàng quân đội vào đây. Sau đó có một số cái thông tin thêm đây thì các bạn có thể cho vào đây. Thì khi người ta mua một cái sản phẩm ấy thì người ta sẽ được thông báo cái này, người ta sẽ có hướng dẫn này đấy, thì các bạn có thể viết theo hướng dẫn là các bạn bạn vui lòng cho mã đơn, ví dụ mã đơn hàng vào bill nhé, chẳng vào bill chuyển tiền tới nhé, ví dụ là như thế đấy. Thì hướng dẫn người ta thì người ta sẽ hiểu, người ta sẽ chuyển cho mình thôi. Sau khi ok rồi các bạn nhấn vào lưu thay đổi. Ok đấy, đây là option đầu tiên này. Option thứ hai này, option thứ hai là cái chỗ mà trả tiền khi nhận hàng ấy. Thì bình thường mình thấy cái này là rất là phổ biến ở Việt Nam, khi người ta chuyển tiền cho mình xong à, khi người ta nhận được cái sản phẩm thì người ta mới trả tiền đấy, thì đó có một cái option nữa. Thì mình thấy ở Việt Nam rất là phổ biến cái này đấy. Thì khi mà các bạn sửa, nếu mà các bạn sửa thì các bạn vào đây, còn không sửa thì thôi các bạn vào cái chỗ mà lưu thay đổi này. Ok rồi, khi lưu thay đổi xong ấy thì các bạn vào, ví dụ các bạn mua cái sản phẩm này đấy, vừa nãy mình đã vào đây rồi đấy, mình vào cái chỗ này mình nhấn enter một phát để nó load lại. Sau khi ok rồi mình nhấn vào cái chỗ giỏ hàng này, xem giỏ hàng này đấy, mình có hai cái sản phẩm này như này này, phí vận chuyển mình xem phí vận chuyển là bao nhiêu. Mình ở Việt Nam, ví dụ Việt Nam ra thành phố của mình là Sapa, sau mình mã bưu điện của mình đấy, sau mình nhấn cập nhật xem chuyển hàng ra đây là bao tiền. Ok, wow, mình đã được giao hàng miễn phí, mình chọn vào giao hàng miễn phí này. Ok, bởi vì mình mua số lượng hàng là trên 500 đúng không ạ, thì mình sẽ được giao hàng miễn phí. Ok rồi, khi sau đó mình nhấn vào tiến hành thanh toán này. Khi tiến hành thanh toán ấy thì nó có một số cái lựa chọn đây, thì các bạn cho tên này, ví dụ tên sinh, cho email là sinh WordPress, ví dụ là như thế. Sau đó mình nhấn công ty thì tùy chọn, hết sạch. Đó, chọn địa chỉ này, cho địa chỉ ví dụ như là 0123 Sapa chẳng hạn. Đấy, thì cái đơn hàng này sẽ được gửi đúng cái địa chỉ này. Đấy, các bạn nhớ là phải cho địa chỉ này đúng, khách hàng phải nhớ là cho địa chỉ này đúng thì mình mới gửi đúng cái địa chỉ này. Cái số điện thoại là 0123456789 chẳng hạn. Ví dụ như email ấy thì mình lại copy. Cái trên này không phải email. Ừ, cái trên này phải là họ chứ. Đúng. Đấy, khi mà ok rồi.
Press. Ok rồi. Cái này phải là họ chứ nhỉ. Đúng. Sau kia ok rồi. Các bạn cảm thấy các bạn kiểm tra đơn hàng một lần này. Đấy, đơn hàng này các bạn mua hai cái này. Sau đó các bạn chuyển ngân hàng này. Đấy, các bạn trả tiền khi nhận hàng này. Các bạn chọn cái này cho. Sau đó các bạn nhấn vào đặt hàng. Ok, nó đã bảo là cảm ơn bạn, đơn hàng của bạn đã được nhận. Đấy, thì bây giờ các bạn, ví dụ khách vào khách mua hàng ấy, thì các bạn đã có tiền rồi. Ok, khi người ta đã đặt hàng thành công ấy, thì các bạn chỉ cần vào lại email, các bạn vào cái website các bạn để kiểm tra thôi. Các bạn vào đây, vào lại website này. Các bạn vào cái chỗ mà, các bạn vào cái chỗ mà WooCommerce, cái đơn hàng này, các bạn click vào đơn hàng. Đấy, thì các bạn kiểm tra này, các bạn đã có một cái đơn hàng đây. Đấy, đơn hàng này tên là như này. Sau đó giá như này, các bạn click vào xem chi tiết này. Đấy, thì nó sẽ có chi tiết ở đây. Đấy, sau chi tiết tên này, thanh toán này, giao hàng đến cái địa chỉ này này. Các thứ này, đó. Thì các bạn chỉ cần gom sản phẩm đó gửi qua là được. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tặng mã ưu đãi. Tặng mã ưu đãi là gì? Khi mà các bạn khi mà người ta mua một cái sản phẩm ấy thì các bạn có thể tặng một cái mã ưu đãi để người ta cho sau này người ta muốn mua, hoặc là các bạn tặng một cái sản phẩm mới sau đó các bạn làm mã ưu đãi cho người ta để được giảm giá chẳng hạn. Thì các bạn vào cái chỗ mà WooCommerce, sau đó nhấn vào cái chỗ cắt ưu đãi này, sau đó nhấn vào cái chỗ thêm mã ưu đãi, sau đó ví dụ như là giảm giá 10% chẳng hạn. Đấy, giảm giá 10, ví dụ như thế, mình mô tả thêm là giảm giá 10% cho tất cả sản phẩm. Đấy, ví dụ như thế. Sau phần chung này thì giảm giá là như nào? Giảm giá giỏ hàng cố định hay là giảm giá theo phần trăm? Thì ví dụ mình giảm giá 10% thì mình phải cho cái này là phần trăm. Đấy, click cái này là phần trăm. Sau đó mức ưu đãi, ví dụ như là giảm giá ưu đãi là 10% thì cho số 10 vào đây. Đấy, thì có thể là cho phép giao hàng miễn phí hay không. Ví dụ người ta dùng cái mã ưu đãi này thì người ta có được dùng được, người ta có được giao hàng miễn phí không, thì các bạn muốn có thì các bạn tích vào đây, không thì các bạn bỏ đi. Đấy, thì cái ưu đãi này, cái mã giảm giá này nó sẽ có thời gian từ ngày nào đến ngày nào chẳng. Ví dụ thời gian từ ngày 11 này. Đấy, nó bắt đầu từ ngày nó bắt đầu từ ngày 11, ví dụ bắt đầu ngày từ ngày hôm nay chẳng, thì nó sẽ có như này. Sau đó phần hết hạn sử dụng này, ví dụ như là tối thiểu của nó, ví dụ tối thiểu của nó là dùng mấy lần chẳng, tối đa là dùng mấy lần. Đấy, cái này là mình các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm. Đấy, đây video của mình cũng hơi dài nên mình sẽ làm hơi ngắn một chút. Các bạn có thể xem thêm những video chi tiết hơn về WooCommerce của mình nhé. Đấy, thì các bạn khi ok rồi các bạn nhấn vào đăng này. Khi đăng thì các bạn có mã giảm giá này, ví dụ giảm giá 10%, các bạn copy lại cái này, sau đó các bạn gửi cho một khách nào đó, hoặc là các bạn quảng cáo trên Facebook bảo là ô trong khoảng thời gian này như này như này chúng tôi giảm giá như này, các bạn mua thì các bạn có thể liên hệ hoặc là gì đấy, thì người ta sẽ vào đấy để xem người ta sẽ có mã giảm giá đấy. Ok, cái ví dụ như người ta vào đây, người ta vào cái app kho này, người ta vào cái sản phẩm người ta mua ấy, thì đây có cái chỗ mà mã ưu đãi này, người ta copy cái mã giảm giá này vào đây, sau đó nhấn vào áp dụng mã các bạn phải nhấn vào reload lại hết hạn. Các bạn vào kiểm tra lại xem tại sao này cái chỗ giảm giá 10 các bạn nhấn cập nhật này, sau đó vào đây nhấn vào chuột phải này cho nó load lại này. Sau đó chọn này, nhấn vào áp dụng này, nó vẫn có mã ưu đãi này đã hết hạn. Có thể là các bạn chọn dưới này, ví dụ như hết hạn mã ưu đãi, cái này là cái mã ưu đãi này hết hạn từ ngày nào. Đấy, các bạn ví dụ hết hạn một ngày 30 chẳng, thì các bạn nhấn cập nhật này. Sau các bạn nhấn vào cái chỗ kho này, các bạn chuột phải cái nhấn reload này. Sau các bạn kiểm tra mã ưu đãi, ví dụ mã ưu đãi này giảm giá 10% này, và nhấn áp dụng này.
như đấy đã được áp dụng thành công đấy, đã được áp dụng thành công đây này các bạn thấy này. Giảm giá 10% này, đã trừ đi 35.000 này, ok này. Đấy thì người ta vào mua hàng thì người ta sẽ có mã giảm giá đây, các bạn có thể cho là 10%, 5%, 10%, 20% gì đấy tùy các bạn. Cái thứ hai là các bạn có thể cho giá giá cố định, ví dụ như là giảm giá 50.000, 20.000 chẳng hạn, thì tùy các bạn có thể chỉnh sửa vào đây. Ok. Ok, thế là mình đã hướng dẫn các bạn tạo một cái trang website bán hàng rồi. Mình hy vọng là các bạn đã học được một cái gì đó trong cái video này. Và sorry các bạn là bài này của mình nó khá là dài, nhưng mà nếu các bạn học chi tiết từ A đến Z ấy, mình đảm bảo chắc chắn các bạn sẽ làm được một trang web như là mình đang làm đây. Thì hy vọng là bạn sẽ làm được một trang website cực kỳ đẹp như bạn mong muốn. Thì mình sẽ gặp bạn trong bài học tiếp theo. Bye bye.